Chương 5240, chạy. Đúng vậy, Thạch Đầu Nhân đâu? Bảo nó chạy, nó liền chạy, căn bản không biết phải dừng lại, cũng không biết rằng phải quay đầu. Đây chính là nhược trí. Lạc Vô Dương im lặng, Thạch Đầu Nhân sẽ chạy một mạch vĩnh viễn không trở lại sao? Quả nhiên, không phải chính mình tu thành chuẩn đế thì làm sao có thể thông minh được. Lạc Vô Dương chỉ có thể đuổi theo, cũng không thể nhìn đầu nguyên linh nhược trí này chạy mãi, vĩnh viễn không trở lại. Nhìn Lạc Vô Dương đuổi theo, Tất cả mọi người cảm thấy đau răng. Lại nói, Lạc Vô Dương một mạch phi nước đại, Thạch Đầu Nhân căn bản không biết ẩn giấu vết tích, tự nhiên lưu lại manh mối cực kỳ rõ ràng, hắn một mạch truy tung nên nhanh chóng lao ra bên ngoài. Hắn còn lo lắng, thực lực của mình không bằng Thạch Đầu Nhân nên không thể đuổi theo. Nhưng mà, qua nửa ngày, hắn lại phát hiện phía trước xuất hiện thân ảnh cao lớn của Thạch Đầu Nhân. A, à, nó ngừng lại, Lạc Vô Dương rất kỳ quái, gia hỏa ngu xuẩn này cũng biết dừng lại. Làm gì? mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút không, nhưng mà, nét mặt của hắn biến thành âm vụ, bởi vì ở thạch đầu nhân bên cạnh còn đứng một người. Lăng Hàn, hắn giật mình, Lăng Hàn không có dự định bán nguyên linh cho hắn, mà là lợi dụng nguyên linh lừa tất cả gia sản của hắn. Quá ghê tởm, Hàn Lâm, hắn nhảy tới, vẻ mặt đầy giận dữ, cùng là môn đồ đại đế, người dám bắt nạt ta, không sợ ta trước mặt đến chân long đại đế tố cáo ngươi. Lăng Hàn giang tay ra, ta khinh ngươi chỗ nào, đầu nguyên linh này là ngươi đổi với ta, Hiện tại lại thu nó về, chẳng phải là bắt nạt ta?" Lạc Vô Dương lạnh lùng nói. Lăng Hàn cười một tiếng, "Lạc huynh, ngươi nói như vậy cũng không đúng. Ta thật sự đổi cho ngươi, nhưng mà, nó tự mình chạy tìm ta, có quan hệ gì với ta hay không? Được, hiện tại ta sẽ mang nó về." Lạc Vô Dương nói, Lăng Hàn giang tay ra, "Tùy tiện." Lạc Vô Dương nói với Thạch Đầu Nhân, "Theo ta đi." Hắn còn sợ Thạch Đầu Nhân nghe không hiểu, dùng tới thần thức truyền âm. Nhưng mà thạch đầu nhân thờ ơ nó không quan tâm tới a à, mới vừa rồi còn nghe hiểu tại sao hiện tại ngây ngốc như vậy hắn nào biết thời điểm hắn hô chạy vừa vặn đạt đến kiên nhẫn cực hạn của thạch đầu nhân từ đó hắn nghĩ lầm mình có thể thao túng thạch đầu nhân lăng hàn cười một tiếng lạc huynh cáo từ hắn quay người rời đi thạch đầu nhân lại đi theo ngoá lạc vô dương giận dữ khinh người quá đáng thật sự là khinh người quá đáng chơi xỏ lá ngay trước mặt hắn hàn lâm ngươi cho rằng ta không dám ra tay với ngươi sao hắn quát lớn hắn đã tức giận thật sự đến lăng hàn ngoắc ngoắc ngón tay về phía lạc vô dương quá phách lối lạc vô dương hét lớn một tiếng hắn lao về phía lăng hàn nhưng lăng hàn còn không có xuất thủ thạch đầu nhân đã nằm ngang trước người lăng hàn chi lạc vô dương vội vàng ngưng lại khẩn cấp hắn cũng chưa phải chưa giao thủ với thạch đầu nhân hoàn toàn không địch lại nhưng hắn dừng lại không có nghĩa thạch đầu nhân cũng sẽ dừng tay theo chỉ thấy đại ngốc tử này nhảy lên cao và rơi thẳng về phía Lạc Vô Dương. Lạc Vô Dương không dám đón đỡ, hắn vội vàng bỏ chạy. Chuẩn đế đấu chuẩn đế, cho dù chiến lực có tranh lệch nhưng nếu muốn chạy trốn, dù một phương cường thế cũng rất khó đuổi kịp. Thế là, Lạc Vô Dương không ngừng chạy, thạch đầu nhân lại dồn sức đuổi theo. Hàn Lâm, người dám đánh với ta một trận, Lạc Vô Dương chật vật không chịu nổi, hắn lại không có biện pháp, chỉ có thể khiêu chiến Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha, nói tốt, Nói là nói như thế, hắn cũng không có ý ngăn cản thạch đầu nhân xuất thủ, tiếp tục xem náo nhiệt. Hàn lâm, ngươi, lạc vô dương tức giận suýt thổ huyết, vô sỉ, chưa thấy qua người nào vô sỉ mặt dày như thế. Lăng hàn cười một tiếng, nói, đại thạch, trở về. Nhưng thạch đầu nhân mãng, sau khi hắn ra lệnh vài tiếng thì nó mới dừng lại. Gương mặt nó mờ mịt, tại sao ngăn cản nó? Lạc vô dương đằng đằng sát khí, hư, người thật cuồng vọng, người lấy lòng tin từ nơi nào, chỉ là thánh nhân lại dám kích chuẩn đế như hắn. Người đang tự chuốc cực khổ, hắn tung người lao tới trước mặt Lăng Hàn, hắn xuất quyền tấn công. Bành, Lăng Hàn cũng xuất quyền đón đỡ va chạm với Lạc Vô Dương một cái. Cái gì? Lạc Vô Dương khiếp sợ phát hiện có lực lượng cường đại ập tới, căn bản không phải hắn có thể đối kháng, thân thể hắn bị đánh bay ra ngoài và ngã về phía sau. Bành, hắn ngã xuống mặt đất, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Đầu óc hắn ngơ ngác, đây là tình huống như thế nào? Hắn không địch lại một tên thánh nhân, Lạc Vô Dương bò dậy và xoa ngực, nếu không phải còn đau dữ dội, hắn thật sự muốn thổ huyết, hắn thật sự không thể tin được chính mình lại bị một tên thánh nhân đánh bay. Chẳng lẽ, vừa rồi là Thạch Đầu Nhân ra tay? Ngươi, tại sao ngươi có thể mạnh như thế? Hắn hỏi, ngươi dễ nhìn, vận khí chắc chắn sẽ không kém. Lang Hàn cười nói, lão thiên gia nhìn ta với ánh mắt khác, cho nên ta mới mạnh như vậy. Lạc Vô Dương sẽ không tin tưởng, hắn nhìn chằm chằm vào Lang Hàn cao mày nói, người không phải môn đồ chân long đại đế. Trước, trong khu vực tầng thứ nhất, môn đồ đại đế đều là thánh nhân, chết no cũng chỉ là thánh nhân cửu tinh, tuyệt đối không thể nắm giữ chiến lực chuẩn đế. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, không sai, ngươi là ai, Lạc Phô Dương hít một hơi thật sâu, ta nha, Lăng Hàn cười một tiếng, Lăng Hàn, đến từ bên ngoài, cái gì, Lạc Phô Dương quá sợ hãi, người bên ngoài có thể xông vào nơi này. Thiên, khu vực tầng thứ nhất có đại đế tỏa chấn, gia hỏa này có thể đột phá đại đế phong tỏa. Mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng lạc vô dương lại không chút do dự cất bỏ chạy. Hắn nhất định phải báo việc này cho quỳ như đại đế, có một người từ bên ngoài chiến lược chuẩn đế xông vào nơi này, việc lớn không tốt. Nhưng mà, hắn mới khẽ động, chỉ thấy Lăng Hàn đã ngăn ở trước mặt, Lăng Hàn xuất quyền cắt đứt đường lui của hắn. Hắn muốn quay người đi vòng về, thế nhưng mà, thạch đầu nhân đã lao tới tấn công từ phía sau. Cùng một thời gian, hắn phải đối mặt hai tên chiến lược chuẩn đế hơn nữa mỗi người đều có thực lực mạnh hơn hắn lạc vô dương đổ mồ hôi lạnh ròng ròng bị giáp công như thế hắn làm sao có thể ngăn cản trước thánh nhân khó giết chuẩn đế càng khó giết nhưng hắn quá mức chủ quan nên lại lâm vào hai tên chuẩn đế bao quanh làm sao bây giờ lúc này hắn phải nghĩ cách chạy ra ngoài nhưng mà lăng hàn đã lộ rõ thân phận hắn làm sao cho phép lạc vô dương còn sống trở về hắn và thạch đầu nhân tiền hậu giáp kích căn bản không cho Lạc Vô Dương có cơ hội thoát thân. Lạc Vô Dương cũng bắt đầu liều mạng, hắn toàn lực ứng phó, lực lượng đế cấp thi triển hết, mỗi chiêu mỗi thức đều tỏa ra uy lực kinh thiên động địa. Nhưng mà, so với Lăng Hàn cùng Thạch Đầu Nhân, thực lực của hắn còn thua xa, liều mạng vẫn bị hành hung. Chương 5241, đại đế đuổi theo. Lạc Vô Dương giãy dụa bằng mọi cách, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản không thể cứu vãn nổi. Một người ngoài dám xông vào nơi này, đợi đại đế xuất thủ, người nhất định sẽ chết không có chỗ chôn Hắn giận dữ hét lớn, cho dù ngươi là chuẩn đế mạnh nhất thì như thế nào, Trung Quy cũng sẽ bị đánh thành cặn bã. Lăng Hàn cười một tiếng, không cần ngươi quan tâm, hắn xuất quyền, năng lượng hủy diệt năng lượng phun trào và hóa thành sóng xung kích đáng sợ tấn công Lạc Vô Dương. Lạc Vô Dương đang kịch chiến với thạch đầu nhân, căn bản là không có cách nào chuyên tâm đối kháng với Lăng Hàn, mà hắn cũng không có phát giác năng lượng hủy diệt đáng sợ, hắn xoay người lại đánh một kích, nỗ lực tiêu trừ một kích này nhưng mà năng lượng hủy diệt không gì không diệt một kích đánh tới lạc vô dương lập tức kêu thảm một tiếng toàn bộ cánh tay của hắn hóa thành hư vô hắn hoảng sợ kinh hãi mặc dù chuẩn đế có thể để đoạn chi trọng sinh nhưng cần tiêu hao sinh mệnh bản nguyên và thời gian hắn bây giờ không kịp tiến hành điều chỉnh đây là năng lượng gì tại sao lại đáng sợ như vậy oanh 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 lang hàn liên tiếp đánh ra năng lượng hủy diệt từ đó lạc vô dương liên tiếp bị thương chiến lược của hắn vốn không bằng lăng hàn cùng thạch đầu nhân hơn nữa tranh lệch còn rất lớn hắn tràn ngập nguy hiểm cũng bồi hồi bên sinh tử hắn dám đọ với tuyệt chiêu của lăng hàn hay không khi bị lăng hàn oanh tạc điên cuồng lạc vô dương không thể ngăn cản hắn bị đánh thành cặn bã nhanh chóng đây là chuẩn đế thứ ba chết trong tay của lăng hàn nhưng mà lăng hàn kinh ngạc chuẩn đế có thể thiêu đốt đế nguyên thích cương lâm vào nguy hiểm tính mạng hắn không chút do so dự đốt cháy đế nguyên cho dù như thế sẽ làm hắn rất ra khỏi cảnh giới chuẩn đế, thậm chí bỏ mạng. Nhưng đã tới mức này, hắn cần che giấu hay sao? Ở bên trong vực sâu nguyên thủy, hai tên chuẩn đế bị lăng hàn tàn sát đều không có đốt cháy đế nguyên, chân long đại đế như thế, lạc vô dương cũng như thế. Kỳ quái, xem bộ dạng lạc vô dương vừa rồi, rõ ràng đã biết rõ mình lâm vào tình cảnh sơn cùng thủy tận, hắn phải liều mạng phản kháng mới đúng, tại sao hắn không thiêu đốt đế nguyên? Chuyện này không hợp lý. Trừ phi hắn không có đế nguyên, lang hàn giật mình, đúng, chắc chắn như thế. Đế nguyên là căn bản của một tên đại đế, cũng là cơ sở thành đế, nhưng mà, bên trong vực sâu nguyên thủy lại xuất hiện sinh linh vô cùng cổ quái, giống như tất cả đã được thiết kế từ trước, ai sinh ra cũng có nhiệm vụ và cấp bậc của mình. Chuyện này còn gọi là tu luyện sao, giống như sáng tạo ra để được chỉ định vị trí nào đó. Cho nên, tất nhiên không phải mình tu luyện được, chuẩn đế không có đế nguyên còn hiểu được tại sai chân long đại đế không bằng đại đế bình thường. Không vì nguyên nhân nào khác, bởi vì hắn không có đế nguyên. Về phần tại sao không có đế nguyên nhưng lại nắm giữ chiến lược đế cấp, như vậy chỉ có thể nói vực sâu nguyên thủy cổ quái, nhìn xem, như thạch đầu nhân, cự quy, không phải đều là chuẩn đế sao. Hơn nữa, hạch tâm của thạch đầu nhân chính là khối tinh thạch màu vàng đất, nó làm sao có đế nguyên. Bởi vì không có đế nguyên, cho nên cho dù nắm giữ cảnh giới đối ứng, nhưng chiến lược lại kém hơn những người tu luyện ra, lăng hàn gật đầu đại thạch chúng ta nên lui hắn có mục đích ít xuất hiện nhưng tính cách của hắn căn bản không thể ít xuất hiện cho được hơn nữa hắn bố trí luôn luôn sụp đổ không giải thích được hiện tại giết lạc vô dương hắn cũng chỉ có thể bắt đầu chạy trốn tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có đại đế xuất động lục soát tung tích của hắn muốn đánh chết hắn nhưng mà lăng hàn vẫn phải đi tìm một nơi ẩn nấp cũng luyện hóa tiên dược thủy nguyên hắn vừa đạt được hắn vừa mới tịch diệt cho nên thân thể có tính dung nạp quy tắc rất lớn sau khi hấp thu toàn bộ vật chất thủy nguyên vào trong cơ thể, hắn dung nạp quy tắc đạt tới 86 đạo. Hắn còn cách cực hạn là 13 đạo, chỉ cần, chỉ cần có thêm vài cây tiên dược thủy nguyên hoặc có thêm thủy nguyên trì, nếu hắn đi vào một chuyến là có thể đạt tới cực hạn 99 đạo, khi đó hắn nắm giữ tư cách xung kích chuẩn đế. Tiếp tục tìm kiếm, lang Hàn đi lại trong thiên địa rộng lớn, cho dù hắn có chiến lực chuẩn đế nhưng không thể đi lại quá nhanh tại nơi này, trọng lực nơi đây thật đáng sợ, cho dù là đại đế cũng không cách nào không nhìn trên đường đi, Lăng Hàn thấy được cảnh tượng kỳ quái, rất nhiều hiện tượng tự nhiên xuất hiện bất ngờ, suy diễn ra kỳ tích vô tận. Ông, Lăng Hàn và Thạch Đầu Nhân đang đi, đột nhiên có ý niệm cường đại quét qua, dưới ý niệm này, vạn vật không thể ẩn nấp. Không tốt, đại đế đuổi tới. Lăng Hàn vội vàng phát động quỷ ảnh bộ trốn vào trong bóng tối, sau đó truyền âm cho Thạch Đầu Nhân, đại ngốc tử, chạy mau. Nó cũng không phải mục tiêu truy kích của đại đế, cho nên, nếu nó chạy trốn Đại đế chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian với nó. Dù sao đó cũng là chuẩn đế, một lòng muốn chạy, đại đế muốn đuổi kịp khẳng định cần tiêu phí không ít thời gian nhưng mà hắn hiển nhiên cao đánh giá thạch đầu nhân trí thông minh. Thạch đầu nhân mờ mịt, a, à, lang hàn như thế nào không thấy. Thật kỳ quái, chơi thật tốt, ngươi đúng đến cùng ta chơi bịt mắt trốn tìm sao? Nó lập tức đi tìm lang hàn khắp nơi, nhưng nó chỉ đi tới đi lui trong khu vực này, cũng không có rời đi. Thiên, lang hàn lau mồ hôi hắn nên làm gì? Xeo, hắn còn chưa nghĩ xong, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện thần thú to lớn. Có điểm giống bò, nhưng trên trán ọc ra cái sừng dài khúc chiết như loan đao, xương cột sống mọc lên từng cây gai ngược, toàn thân lấy màu vàng làm chủ điểm suyết lấy một chút màu tím. Thần thú, cùng kỳ đại đế, ngang, thạch đầu nhân nhìn thấy, nó lập tức vỗ ngực và lao thẳng về phía cùng kỳ đại đế. Mẹ nó, lang hàn bó tay rồi, người cũng không phải đấu chiến nhất mạch, tại sao lại ngốc như thế, cũng không nhìn đối thủ cấp bậc gì, người lại lao tới liều chết. Khó trách đấu chiến nhất mạch vẫn còn truyền thừa, thạch đầu nhân chỉ có thể nhìn thấy tại nơi đây. Đều là kẻ tự tìm chết, lúc này, Lăng Hàn xuất thủ cũng không kịp, chỉ thấy cùng kỳ đại đế phất tay một cái, bành, thạch đầu nhân bị đánh bay, thân thể to lớn tan ra từng mảnh và lộ ra hạch tâm. Cùng kỳ đại đế bổ khuyết thêm một chiêu, ba, tinh thể không có sụp đổ nhưng cũng nát như mạng nhện, khí tức sinh mệnh không còn thạch đầu nhân chết mạnh đến chuẩn đế cửu tinh lại bị hai chiêu xử lý ai bảo nó đối mặt với đại đế đối kháng chính diện chuẩn đế mang theo đế binh cũng không dám ngạnh kháng huống chi là bản thân đại đế cho dù là đại đế có vấn đề lăng hàn cắn răng hắn áp chế xúc động hiện thân nếu như thạch đầu nhân còn sống hắn khẳng định sẽ nhảy ra đụng một cái thức tỉnh đế binh mang theo thạch đầu nhân rời đi nhưng bây giờ thạch đầu nhân bị ba chiêu hai thức xử lý Hắn lao ra cũng vô dụng cùng kỳ đại đế thả ra thần thức tìm kiếm tung tích của Lăng Hàn. Lúc trước hắn đã dò xét ra Lăng Hàn, nhưng dù sao Lăng Hàn cũng là chuẩn đế, trong tình huống ở cách xa nhau, Lăng Hàn trốn vào hắc ám cũng có thể thoát khỏi thần niệm cảm ứng của hắn. Nhưng mà, tiểu tử này tuyệt đối trốn không xa. Chương 5242 Thoát thân, Cùng kỳ đại đế lục soát nhiều lần, nhưng mà, quỷ ảnh bộ vốn là bí pháp ẩn nấp cao minh nhất thiên hạ hơn nữa vô cùng có khả năng do hư không đại đế truyền thừa, đương nhiên châu bỏ đến mức đáng sợ. Mặt khác, bản thân Lăng Hàn cũng có chiến lược chuyển đế, muốn ngang hàng đại đế là không thể nào, nhưng mà, chỉ né tránh đại đế tìm kiếm, hắn vẫn có khả năng thoát thân rất cao. Lại nói, vị đại đế này cũng có vấn đề lớn. Cuối cùng, Cùng Kỳ đại đế cũng phải từ bỏ và rời đi. Trong một góc khác, Lăng Hàn ngồi xếp bằng, hắn cũng không có lập tức hiện thân. Có lẽ Cùng Kỳ đại đế cũng không có đi xa mà là ẩn nấp ở nơi bí mật nào đó, chỉ đang dẫn dụ hắn đi ra mà thôi. Chuẩn đế dựa vào thân pháp giấu giếm được đại đế, đại đế muốn giấu giếm được chuẩn đế cảm ứng không phải càng thêm dễ dàng hay sao? Hắn tin tưởng, chuyện này chắc chắn là cái bẫy. Đại thạch, ta nhất định sẽ trở về mang ngươi đi, đi xem thế giới bên ngoài một chút. Lăng nói trong lòng, hắn dựa vào quỷ ảnh bộ rời đi. Sau khi đi rất xa, hắn lại hiện thân, không thành chuẩn đế, cho dù hắn tu ra nhiều quy tắc cũng vô dụng, hoàn toàn không có tư cách ngang hàng với đại đế. Hắn cắn răng nắm quyền, mặc dù hắn ở chung với thạch đầu nhân thời gian không dài, nhưng đại ngốc tử này chất phác, tâm tư đơn thuần, căn bản chính là một tờ giấy trắng, cho nên làm hắn sinh ra tình cảm. Chờ mắt nhìn thạch đầu nhân bị đánh chết trước mặt mình, hắn làm sao thờ ơ cho được. Nhất định phải nhanh chóng mạnh lên, Lăng Hàn cũng không muốn nhìn bi kịch giống như vậy xảy ra với đám người nữ hoàng, đại hắc cầu. Hắn tiếp tục tiến lên, hắn không ngừng cảm ứng khí tức vật chất thủy nguyên. Thế nhưng mà, cho dù ở trong vực sâu nguyên thủy, vật chất thủy nguyên cũng hiếm thấy, mấy năm qua đi, Lăng Hàn vẫn không có thu hoạch được gì. Điểm này cũng không kỳ quái, nhìn thấy Lạc Vô Dương thì biết, mấy chục vạn năm trôi qua cũng chỉ tìm được một gốc tiên dược cấp thủy nguyên. Ân, Lăng Hàn giật mình, một đạo cường hoành vô cùng thần niệm quét qua, sau đó khóa chặt người của hắn. Nhiều năm đi qua, rốt cục lại bị đại đế tìm được. Hắn lập tức trốn vào hắc ám, chỉ trong nháy mắt đã có thần thú khác xuất hiện. Mặt người thân hổ, lông tóc rất dài, cái đuôi như hỏa kích. Thần thú, một đại đế, hắn cũng không thể tìm ra Lăng Hàn trong bóng tối, nhưng hắn có thể xác định, Lăng Hàn vẫn chưa rời xa khu vực này. "Tiểu tử, đi ra cho bản đế." Một đại đế quát một tiếng, ông, âm thanh hóa thành sóng xung kích đáng sợ. "Ba, ba, ba, trên hoang nguyên có vô số tảng đá sụp đổ." Phải biết, mỗi hạt cát ở nơi này đều nặng như tinh cầu, đại đế vừa quát đã làm vô số tảng đá rơi xuống uy lực mạnh tới tình trạng gì. Banh Lăng Hàn cũng bị nổ ra, đúng thế, hắn còn chưa đi quá xa, cho nên vẫn bị sóng âm chấn động làm xuất hiện. Vừa hiện thân, Lăng Hàn lập tức phát động phượng dực thiên tường chạy đi. Đi được sao, một đại đế cười lạnh, hắn chỉ cần cất bước là có thể đuổi kịp Lăng Hàn, cái đuôi quét qua đã chắn ngang đường đi của Lăng Hàn. Cái đuôi có tốc độ cực nhanh, cho dù Lăng Hàn nắm giữ thân pháp đệ nhất thiên hạ cũng vô dụng, căn bản không có khả năng trốn được đó là vì đại đế xuất thủ nhưng mà lăng hàn cũng không phải lần đầu tiên giao thủ với đại đế hắn thức tỉnh thanh trúc kiếm trước sau đó chém về phía một đại đế oanh đế binh đối kháng chính diện với đại đế lực lượng phản chấn kinh khủng dội trở về lăng hàn cảm thấy bàn tay đau đớn đế binh lập tức rời tay bay đi hắn khống chế không nổi không việc gì thần trí của hắn tương liên với đế binh hắn vừa động ý niệm đế binh đã phóng ra hào quang bảo hộ lăng hàn lăng hàn không dám ham chiến cho dù có đế binh thì như thế nào đối mặt một vị đại đế hắn không có phần thắng ham chiến chẳng khác gì tự tìm cái chết hơn nữa đã xuất hiện cùng kỳ cùng một hai tên đại đế không chừng sẽ có càng nhiều đại đế chạy tới chỉ cần lại đến một tên hắn có đế binh thủ hộ cũng phải chết rất nhanh giống như lạc vô dương lúc trước hắn bị hai đối thủ cường đại hơn mình giáp công hắn không thể thoát thân chỉ có thể tử chiến tự nhiên hắn phải chết hắn cũng không muốn mình lâm vào vận mệnh như vậy tự nhiên hắn phải bỏ trốn mất dạng ở bên trong vực sâu nguyên thủy, muốn thoát khỏi đại đế cũng không phải là không có khả năng. Thiên địa phong bảo, cho dù là đại đế cũng phải kiêng kỵ, cho nên, chỉ cần gặp được thiên địa phong bảo, hắn có cơ hội thoát khỏi đại đế truy kích. Hắn trốn, một đại đế lại đuổi theo. Trong tình huống bình thường, lăng hàn căn bản không có khả năng thoát khỏi, bị đuổi kịp liên tiếp, có thanh trúc kiếm hộ thân, nhưng lực lượng chấn động kinh khủng tập kích, hắn là chuẩn đế thì như thế nào, toàn thân đều xuất hiện vết thương chồng chất. Tiếp tục như thế, không cần đại đế thứ hai xuất hiện, hắn sẽ bởi vì tích lũy thương thế, vết thương nhẹ biến thành trọng thương, trọng thương biến thành vết thương chí mạng. Nhưng vào lúc này, nhà rột còn gặp mưa rào, đại đế thứ hai đuổi tới. Cùng kỳ đại đế, hắn giết tới từ bên cạnh, khí thức đại đế hiển lộ ra ngoài, khí thế của hắn có thể nghiền chết thánh nhân. Nội tâm lăng hàn sợ hãi, một khi hai tên đại đế hình thành xu thế giáp công, hắn muốn chạy cũng không chạy thoát. Xoát, đột nhiên gió nổi lên, a à, lăng hàn nhìn thấy, phương xa xuất hiện bão cát và đang cuốn về phía hắn nếu đổi thời điểm khác khi nhìn thấy bão cát này hắn khẳng định không nói hai lời trực tiếp xoay người bỏ chạy nhưng bây giờ lăng hàn lại mừng rỡ hắn chủ động lao về hướng bão cát hừ hai tên thần thú đại đế đều cười lạnh bọn họ nhanh chóng đuổi theo thiên địa phong bão cũng chia cấp bậc bão cát không thể làm khó bọn họ nhưng mà lại ảnh hưởng rất lớn tới thị lực và thần thức cho nên nếu như lăng hàn xông vào trong bọn họ có khả năng sẽ mất dấu cho nên, bọn họ đều công kích, hai cái móng vuốt từ phía trên dáng xuống chân áp Lăng Hàn. Lăng Hàn dùng hết toàn lực lao đi, xèo, thân thể của hắn bỗng nhiên ra tốc, cũng lao ra khỏi phạm vi hai cái móng vuốt bao phủ. Nhưng mà, hắn cũng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vừa rồi ra tốc đã vượt qua siêu phụ tải của thân thể, hắn quá đau đớn. Nhưng Lăng Hàn không ngừng lại, hắn tiếp tục lao về phía bão cát. Thời điểm hai tên đại đế xuất thủ lần nữa, bão cắt phía trước quét qua với tốc độ kinh người, cũng cuốn Lăng Hàn vào trong lần này, hai đại đế cũng không cách nào định vị ra vị trí chính xác của Lăng Hàn. Oanh, công kích đánh xuống, bão cắt bị đánh bay ra xa nhưng không phát hiện bóng dáng của Lăng Hàn, hô, bão cắt tiếp tục quét qua, nó không dừng lại chút nào cũng biến thiên địa thành cắt vàng. Bão cắt hợp tới, hai tên đại đế cũng phải khởi động hộ thuẫn chống cự, dù sao mỗi một hạt hạt đều tương đương với một tinh dùng tốc độ đáng sợ đập tới, lực phá hoại của chúng mạnh cỡ nào. Bọn họ tiến lên, tìm kiếm tung tích của Lăng Hàn. Nhưng bão cắt cuồng bạo như thế, cho dù Lăng Hàn lưu tung tích gì cũng bị thổi sạch sẽ, hai người làm sao đuổi theo? Hai đại đế cũng bất đắc dĩ, bọn họ tự mình xuất thủ nhưng lại nhìn một tên thánh nhân chạy trốn. Nói ra sẽ không có người tin tưởng. Chương ba Phục sinh thạch đầu nhân. Nửa tháng sau, Lăng Hàn rời khỏi bão cát, oa, hắn không ngừng phun máu tươi, cả người hắn máu thịt be bét. Trong thời gian cuối cùng hắn đã hao hết lực lượng, chỉ có thể dùng nhục thân ngăn cản bão cát xung kích, cho dù thể chất của hắn mạnh thế nào, hắn cũng không chịu nổi bão cát oanh tạc không ngừng nghỉ. Nếu lại tiếp tục thêm mấy ngày, chỉ sợ Lăng Hàn sẽ bị bão cát oanh kích mà chết còn tốt, trời không tuyệt đường của hắn. Lăng Hàn nằm trên mặt đất, hắn gần như không còn sinh cơ. Sau khi nằm vài ngày, hắn mới tỉnh lại, vận chuyển thập tu thuật tiến hành khôi phục. Lần này chữa thương kéo dài 17 năm, Lăng Hàn chỉ khôi phục năm thành. Hắn rời đi, bắt đầu đi trở về. Hắn lập qua lời thề, muốn cầm Hạch Tâm Thạch Đầu Nhân rời đi, như vậy có thể mai táng trên Tử Nguyên Tinh nhưng mà, con đường trở về lại phi thường gian nan, thỉnh thoảng gặp gỡ thiên địa phong bạo, Lăng Hàn chỉ có thể không ngừng dừng lại hoặc lui lại. Sau khi đi 133 năm, rốt cục Lăng Hàn mới đi tới nơi Thạch Đầu Nhân bị đánh nổ. Có điều cũng có chỗ tốt, thời gian trôi qua lâu như vậy, thương thế của hắn cũng khôi phục hoàn toàn. Đại đế đánh phế tinh hạch và bỏ đi bởi vậy, mặc dù trôi qua lâu như thế, tinh hạch thạch đầu nhân vẫn nằm tại đó, nhưng toàn thân phủ đầy vết rách, cũng không có khí thức sinh mệnh ba động lăng hàn cầm lấy khối tinh hạch, hắn thở dài. Ngốc tử, hắn lặng lặng ngồi một lúc, thời điểm đang định đứng dậy rời đi, đột nhiên nội tâm hắn rung động. Có thể phục sinh thạch đầu nhân hay không? Từ ý nào đó mà nói, chuyện này giống như tinh cầu tử vong. Hắn tất nhiên có thể phục sinh tinh cầu, vì cái gì không thể phục sinh thạch đầu nhân. Có thể thử một lần, Hắn cầm tảng đá, nhớ lại lúc ấy thức tỉnh tinh cầu như thế nào, sau đó hắn rót lực lượng vào trong tinh hạch. Không phản ứng chút nào, nội bộ tinh hạch đã vỡ vụn. Lăng Hàn cũng không trông cậy vào chút lực lượng này có thể làm thạch đầu nhân sống lại, hắn chữa trị nội bộ tinh hạch trước, lại giúp nó trở nên hoàn chỉnh. Chuyện này tốn thời gian 3 năm, Lăng Hàn cũng không cảm thấy mình đang lãng phí thời gian, bởi vì hắn phát hiện chính mình càng hiểu rõ sinh mệnh bản nguyên sâu hơn. Dựa theo tiến độ như thế, nói không chừng hắn có thể phục sinh người chết đến sống lại cho ta lang hàn hét lớn một tiếng oanh hắn không ngừng rót lực lượng vào trong tinh hạch ông bên ngoài tinh thạch phát ra tia sáng và sau đó ảm đạm lại đến lang hàn lại rót lực lượng vào lực lượng đầy sức sống ông tinh thạch lại biến hóa nhưng nó vẫn ảm đạm lại đến lại đến lại đến lang hàn không ngừng nếm thử tinh thạch phát sáng tiếp tục thời gian cũng càng ngày càng dài đến một lần về sau nó phát ra hào quang cuối cùng là không hề ảm diệt xuống dưới. Thành công, Lăng Hàn đứng dậy rời đi, hắn tìm kiếm được một khu rừng đá, sau đó đặt tinh hạch trên tảng đá, chỉ thấy tảng đá như sống lại, các tảng đá chung quanh cũng bám vào. Một thạch đầu nhân xuất hiện trước mặt Lăng Hàn, ngang, thạch đầu nhân phát ra thần thức chấn động mờ mịt, ta như thế nào ở chuyện này, phát sinh cái gì rồi? a, à, Lăng Hàn cũng kinh ngạc, hắn phát hiện thần trí của mình lại sinh ra liên hệ với thạch đầu nhân, đây là đơn hướng, hắn có thể ảnh hưởng mệnh lệnh thậm chí cưỡng ép khống chế đại gia hỏa này thời điểm phục sinh thạch đầu nhân hắn không thể tránh khỏi lưu lại lạc ấn trong đó mà đánh lạc ấn của mình lên tinh hạch hắn có thể khống chế thạch đầu nhân chuyện này không phải là ý xê ùa lăng hàn nhưng lại không thể tránh khỏi chúc mừng ngươi lại còn sống hắn cười nói ngược lại hắn xem thạch đầu nhân trở thành bằng hữu thạch đầu nhân dùng đầu cọ sát nó ma sát nhẹ lên cánh tay lăng hàn may mà đây là lăng hàn bằng không cho dù người nào bị nó cọ nhẹ, cho dù là cấp bậc chuẩn đế hay thánh nhân cũng gãy xương nát thịt. Tốt, chúng ta đi." Lăng Hàn vươn người đứng dậy, Thạch Đầu Nhân cũng nghe lời đứng lên, hiện tại gia hỏa này đã có thể nghe lệnh. Hai người tiếp tục đi tới, tìm kiếm nơi bọn họ chưa từng đặt chân qua, hy vọng có thể vận khí bộc phát, tìm tới một gốc tiên dược thủy nguyên, hoặc hắn tìm được vật chất thủy nguyên. Chuyện này trôi qua 700 năm, Lăng Hàn không hề có thu hoạch. Nhưng dường như thần thú đại đế cho rằng hắn đã chết nên không tiếp tục tìm hắn. "Ai, đại ngốc tử, không biết chúng ta cần đi bao lâu mới có thể tìm kiếm vật chất thủy nguyên." Lăng Hàn thở dài, tốc độ thời gian nơi này trôi qua nhanh, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể cảm ứng được quy tắc. Cho nên, Lăng Hàn muốn nhanh chóng mạnh lên, hắn chỉ có thể dựa vào vật chất thủy nguyên. Ngang, Thạch Đầu Nhân bước đi nhanh, cũng không biết rằng nó nghe hiểu Lăng Hàn cảm thán hay không. Lăng Hàn ngồi trên vai Thạch Đầu Nhân, đi đường ở nơi này rất mệt mà thạch đầu nhân lại không có nhục thân đương nhiên sẽ không có cảm giác mệt nhọc cho nên nó làm ngựa cho lăng hàn cũng không tệ ngồi trên cao có thể nhìn ra xa hả lăng hàn sướng sờ hắn nhìn thấy một đám người ở phía trước ở địa phương này còn có người lăng hàn suy nghĩ dung mạo của hắn phát sinh biến hóa hắn dùng thần niệm nói đi qua bên kia hắn chỉ cần phát ra thần niệm là có thể bảo thạch đầu nhân làm theo ngay nhưng nếu chỉ nói thạch đầu nhân sẽ biến thành đại ngốc tử bành 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 thạch đầu nhân bước nhanh tới vị trí lang hàn vừa chỉ tốc độ của nó rất nhanh với trọng lượng kinh người của nó chạy một mạch như vậy mặt đất sẽ sinh ra dung chuyển phía trước những người kia lập tức quay đầu nhìn lại bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy là thạch đầu nhân ngay sau đó là khiếp sợ nguyên linh hơn nữa hay vẫn là chuẩn đế cấp bậc trên người bọn họ đều là không có mặc chiến giáp lại có thể đi lại bên ngoài dã ngoại chỉ từ điểm ấy là có thể phán đoán Bọn họ chỉ ít cũng là chuẩn đế. Trên thực tế, bọn họ đều là chuẩn đế, cũng là môn đồ đại đế ở khu vực thứ hai. Bọn họ đang chuẩn bị chiến đấu, nguyên linh nơi này không có linh trí, chỉ biết chiến đấu, cho nên khó tránh khỏi lâm vào khổ chiến. Sau đó, bọn họ mới nhìn thấy Lăng Hàn ngồi trên vai thạch đầu nhân. Lạc Vô Dương, bọn họ cùng ngạc nhiên thét lên, bởi vì quen biết nên bọn họ mới giật mình. Có điều mấy vạn năm không gặp, tại sao gia hỏa này trâu bò như thế? nhận được một nguyên linh cấp chuẩn đế làm nô tài. Quả thực làm người ta đố kỵ muốn chết, Lạc Huynh, chỉ thấy một người tiến lên chào đón, đây chính là người thu phục, nếu không thì ngươi sao? lang Hàn mở miệng oán hận, mẹ nó, người kia cảm thấy tim đau, tại sao ngươi nói như thế, chúng ta có thủ hay sao? Hắn gọi là Tông Vũ Trạch, là môn đồ của cùng kỳ đại đế. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào nguyên linh cấp chuẩn đế là có thể miệt thị chúng ta. Hắn thở phì phò nói, không sai, Lăng Hàn gật đầu, phải không, ngươi đến đánh một trận." Tông Vũ Trạch không nhịn nổi, hắn thét lớn và lao về phía Lăng Hàn. Bang, Thạch Đầu Nhân xuất thủ, một tay đánh Tông Vũ Trạch lún vào trong lòng đất. Ách, chương 5244, Tuyết Liên Phong. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, "Còn có người nào có ý kiến?" Còn lại 7 người đều im lặng, mẹ nó, rất hung tàn, mặt đất nơi này cực kỳ kiên cố, mọi người cũng không phải không biết, nhưng Thạch Đầu Nhân một chưởng đánh Tông Vũ Trạch nằm trong lòng đất đây là lực lượng mạnh cỡ nào. Không thể trêu vào, thạch đầu nhân thu hồi bàn tay, giống như chỉ đập chết con rồi không có gì lạ. Trong lòng đất, tông vũ trạch phí hết khí lực mới bỏ ra ngoài. Quần áo trên người hắn rách tung tóe trong tình huống vừa rồi, hắn cũng chỉ có thể ra sức bảo vệ chính mình không bị thương, lại sao có thể quan tâm tới quần áo. Ha ha, cùng là môn đồ đại đế, mọi người không nên tổn thương hòa khí. Ninh học lâm môn hạ tất phương đại đế đi ra hòa giải. Lăng Hàn cố ý biểu hiện cuồng ngạo như vậy, cứ như vậy, mọi người sẽ đứng xa mà nhìn hắn, không đến mức lộ ra chân tướng hắn là kẻ giả mạo. Chuẩn đế rất nhạy cảm về thực lực, nếu hắn ở chung sớm chiều với đám người này sẽ lộ ra sơ hở. Những môn đồ đại đế này đột nhiên tụ tập tại đây, khẳng định đang làm đại sự. a, à, chẳng lẽ có khu vực giống Thủy Nguyên Trì? Lăng Hàn chờ mong, đương nhiên hắn không có khả năng hỏi thăm, bằng không hắn sẽ lộ chân ngựa. Hắn cao ngạo nói, nghỉ ngơi đủ chưa, cũng nên xuất phát cũng không nói đi nơi nào ngược lại hắn sẽ không dẫn đường đám người tông vũ trạch tức chết gia hỏa này vừa xuất hiện đã diếu võ dương oai hiện tại còn lên giọng chỉ huy thật quá mức cũng không có biện pháp người ta thu phục nguyên linh là chuẩn đế cao dai chiến lược thật đáng sợ dương đức vũ môn hạ chư kiền đại đế nói lạc huynh nghe nói người mất tích mấy trăm năm thì ra là vì thu phục nguyên linh sao thần thú thành không có liên hệ với nhau chuyện liên quan với mọi người cũng chỉ có các đại đế liên lạc tin tức trước đó đều đi ra ngoài truy sát lăng hàn nhưng mà đại đế còn cần báo cáo tình huống với đám môn đồ hay sao cho nên những người này chỉ cho rằng lạc vô dương đi nơi nào đó lịch luyện căn bản không có nghĩ tới người này đã bị giết hâm mộ sao lăng hàn nhìn về phía dương đức vũ ta sát dương đức vũ tức giận ra hỏa này uống lộn thuốc sao tại sao cứ chọc người ta oán hận được rồi lên đường đi những người khác vô cùng khó chịu nhưng tất cả mọi người là môn đồ đại đế, cũng không thể vì chuyện nhỏ mà đánh nhau. Cho dù thật đánh nhau, bọn họ chưa chắc là đối thủ của thạch đầu nhân. Mọi người xuất phát, nhưng tám người tông vũ trạch rõ ràng kéo dài khoảng cách với Lăng Hàn, hoàn toàn không để ý tới hắn. Đây là mục đích của Lăng Hàn, hắn bày ra thái độ cao ngạo, bảo thạch đầu nhân đi theo sau lưng tám người này. Kể từ đó, hắn có thể không bại lộ thân phận, cũng biết rõ mưu đồ của những người này. Chật chật, lần đầu tiên hắn giả mạo thân phận ổn định như thế cũng không cần lo lắng bị sụp đổ thật sảng khoái đám người gấp rút lên đường bầu không khí đã bị lăng hàn phá hủy cũng không có ai nguyện ý mở miệng qua mấy tháng sau nhiệt độ không khí đột nhiên giảm mạnh phía trước xuất hiện một đỉnh núi hình hoa sen bao trùm tuyết động nhìn chẳng khác gì tuyết liên rốt cục đến tuyết liên phong tông vũ trạch nói sau đó lập tức nhìn sang lăng hàn một chút dọc theo con đường này lăng hàn chuyên chọc bọn họ làm vui từ đó hắn cũng sinh ra bóng ma tâm lý. Lần này, Lăng Hàn cũng không để ý tới, hắn đang quan sát ngọn núi này. Rất lạnh giá, cho dù chưa lên núi nhưng vẫn làm huyết dịch của hắn có cảm giác bị đóng băng. Nếu thật đi lên, hắn có thể bị đóng thành băng điêu. Những người này vội vàng đi tìm cái chết sao. Nhiệt độ đang tăng lên, chúng ta chưa bỏ qua thời gian. Một nữ tử nói, trong 9 người chỉ có hai nữ nhân, một là nàng, đỗ tử doanh môn hạ giải trí đại đế, một người khác là An Đình Mỹ môn hạ một đại đế. Những người khác cũng gật đầu, với thần trí mẫn cảm của bọn họ chi, tự nhiên có thể cảm ứng được nhiệt độ đang biến hóa rất nhỏ. Nhiệt độ đang tăng cao, mọi người phải chờ, mưu đồ lấy bảo vật trên núi sao. Có đúng thủy nguyên trì hay không? lang Hàn hơi kích thích, lúc trước hắn uống một ngụm nước thủy nguyên trì, hắn tuyệt đối có thể xông lên 99 đạo quy tắc, như vậy lại lắng động vài năm, dựa vào thời gian chảy nhanh chóng trong vực sâu nguyên thủy, hắn còn sợ không đột phá tới chuẩn đế hay sao? Bọn họ chờ đợi suốt 20 năm, thời gian quả thật rất dài, nhưng không có cách, nơi này có nhiều biến hóa khó lường, tùy tiện gặp được thiên địa phong bạo cũng có thể ngăn cản người ta 10 năm 8 năm, cho nên đương nhiên thà rằng tới sớm còn hơn mắc kẹt. Đi, mọi người tiếp tục đi tới, lúc này, nhiệt độ vẫn còn rất đáng sợ, nhưng chuẩn đế đã có thể chống lại. Không lâu lắm, bọn họ bắt đầu lên núi, nơi này phi thường nguy hiểm, tuyết động quanh năm không thay đổi, trải qua vô số năm gió thổi tuyết nơi này vô cùng kiên cố hơn nữa cũng rất trơn trượt hết lần này tới lần khác nơi này có trọng lực kinh người không có khả năng phi hành chỉ có thể dùng chân bước đi chuẩn đế cũng phải trượt chân ngã đông ngã tây mà phải biết nơi này khắp nơi là nham thạch biên giới nham thạch là các băng lăng hình trụ sắc nhọn lăng hàn thử qua cho dù là thể phách như thạch đầu nhân cũng bị băng lăng đâm thủng một lỗ hơn nữa băng trụ có độc nếu không phải thân thể thạch đầu nhân chỉ là hộ giáp nó có thể bỏ qua tảng đá, nói không chừng toàn bộ thân thể của nó sẽ hỏng mất. Cho nên, nếu không thể khống chế thân thể, nếu L thân thể bị băng lăng hình trụ đâm trúng một cái, nói không chừng sẽ đi đời nhà ma. Mọi người cẩn thận đi lên núi, chỉ có Lăng Hàn ngoại lệ, hắn có thạch đầu nhân, thạch đầu nhân lại không sợ bị thương, nó có thể vứt bỏ tảng đá là được. Trước đó thạch đầu nhân có thân thể to lớn tới cực hạn, rất nhiều tảng đá bám vào, cho nên hoàn toàn có thể tiêu hao. Sử dụng hết rồi về sau trở lại rừng đá, bên trong hoang nguyên, tùy tiện thu tảng đá là có thể trở thành hảo hán. Bởi vậy, Lăng Hàn tiến lên không quá nhanh, đám người tông vũ trạch hâm mộ, nhưng đều nhẫn nhịn, không có mở miệng nhờ Lăng Hàn đưa tiến một đoạn đường, tránh tự rước lấy nhục. Nhưng sau khi đi một đoạn, Lăng Hàn bảo thạch đầu nhân ngừng lại. Thật lâu sau, mọi người mới chạy tới. Các ngươi, có cần ta đưa đi một đoạn hay không? Lăng Hàn hỏi, khốn kiếp, rốt cục lương tâm của ngươi sống lại. Tất cả mọi người gật đầu, đi lại ở nơi này phải cẩn thận, thần kinh căng thẳng tới cực điểm, một lúc sau, bọn họ là chuẩn đế cũng có áp lực như núi, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cho nên, nếu có thể đi nhờ thì quá tốt, dùng vật chất thủy nguyên đến đổi. Lăng Hàn cười nói, trên mặt đầy sáng lạn, chương 5245, tử vong Hàn Thủy. Tám người tông vũ trạch tức giận, bọn họ đã đánh giá cao gia hỏa này. T, trước kia không có cảm thấy người tham như thế, tại sao mới mấy vạn năm lại biến hóa lớn như vậy? lăng hàn dụ rỗ từng bước nơi này vô cùng nguy hiểm động một tí sẽ mất mạng vật ngoài thân quý giá nhưng sánh bằng tính mạng hay sao tám người kia im lặng người rõ ràng nổi lòng tham vì cái gì còn muốn ngụy trang đạo mạo phi hư lạc vô dương chúng ta đều là đồng tông tại sao ngươi không hiền hậu một chút cho dù chúng ta đáp ứng nhưng ngươi cảm thấy chúng ta sẽ mang bảo vật như vậy trên người sao mọi người đều trách mắng cũng đúng lăng hàn vô cùng tiếc nuối vốn cho rằng có thể kiếm một ít kết quả lại công dã tràng mà thôi mấy vị cứ đi từ từ hắn cười ha ha một tiếng ra hiệu thạch đầu nhân tiếp tục lên núi tạm thời không có xuất thủ một là hắn còn không biết những người này tới đây làm gì nhưng giết người cũng không có thu hoạch một nguyên nhân khác cho dù hắn và thạch đầu nhân cường thế nhưng trung quy chỉ có hai người rất khó giết sạch tám chuẩn đế cho nên còn phải tìm một cơ hội thật tốt thạch đầu nhân tiến lên nó không nhìn uy hiếp ở nơi này nhưng cũng không thể quá mức lỗ máng. Nếu không, không chờ leo lên đỉnh núi thì nó đã bị mài mòn sạch sẽ. Dù là như thế, bọn họ cũng đi nhanh hơn 8 người tông vũ trạch. Ba ngày sau, bọn họ leo lên đỉnh núi. Dù sao tuyết liên sơn cũng không tính cao đến quá đáng. Đỉnh núi rất bằng phẳng, nơi này có cái ao màu đen cổ quái chính là, nơi này cực kỳ rét lạnh, cho dù là chuẩn đế cũng khó chống cự, cũng phải bị đóng băng thành khối, nhưng ao nước vẫn duy trì trạng thái chất lỏng nước màu đen, chỉ nhìn sơ qua, Lăng Hàn đã dùng mình một cái, dường như thân thể chết đi một bộ phận. Hắn có cảm giác, nếu chạm vào thứ nước này thì hắn sẽ chết. Đây là tử vong thủy sao? a à, đám người tông vũ trạch đến tìm kiếm đồ vật, chẳng lẽ không phải bảo vật thủy nguyên trì hay sao, mà là thủy dịch đầy tử vong? Đại thạch, người dám đụng vào thứ này không? Lăng Hàn hỏi, thạch đầu nhân vội vàng lắc đầu, nó phát ra suy nghĩ mơ hồ với Lăng Hàn hạch tâm của nó tiếp xúc với chất lỏng kia sẽ lập tức mất đi sức sống, mà cánh tay của nó chạm vào, thân thể cũng sẽ mất đi sinh mệnh lực. Cho nên, thứ này khác với năng lượng hủy diệt. Năng lượng hủy diệt trực tiếp biến vật thể thành hư vô, biến mất từ đầu đến đuôi, nhưng chất lỏng này chỉ có tử vong, tử vong tuyệt đối, cho dù là chuẩn đế cũng gánh không được. Mấu chốt là, đám người tông vũ trạch muốn chất lỏng này làm gì? Nếu như mục tiêu của bọn họ chính là thứ này, với thực lực của bọn họ, trong khu vực này cơ bản không có đối thủ, Chẳng lẽ muốn ra tay với đại đế sao? Không thể nào, a, à, Lăng Hàn suy nghĩ, chẳng lẽ thu thập để đưa vào nơi sâu hơn. Chỗ đó, đám người vô nhai đại đế đang đối kháng thế lực thần bí, cũng lâm vào thế yếu, nhưng ít ra còn có thể chịu đựng được. Vì lật bàn, đám người vô nhai đại đế đưa tiên thiên kim linh, sáng tạo chi kim ra ngoài, thậm chí, tiền thân nguyên thế giới cũng bị đám người vô nhai đại đế đưa ra, tên là Sinh Mệnh Thạch. Nhưng tất nhiên đám người vô nhai đại đế có thể bố trí vì cái gì thế lực thần bí kia lại không được. Bọn họ chỉ biết dùng thực lực đối kháng với đám người vô nhai đại đế hay sao. Cho nên, phái người tới lấy tử vong thủy, sau đó đi đối phó đám người vô nhai đại đế. Từ đạo lý mà nói, hoàn toàn nói thông. Lăng Hàn tươi cười, nếu quả thật như thế, vậy hắn mèo mù đụng chết chuột, thật sự đúng dịp. Tất nhiên đụng phải hắn, hắn quả quyết sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Lăng Hàn tới nơi này vừa vận đụng đám người tông vũ trạch lên đường sau đó chờ bốn ngày mới thấy đám người tông vỗ trạch bò lên đỉnh núi người đi lên sớm như thế chẳng lẽ cứ ngồi ở nơi này sao nhìn thấy lăng hàn ngồi bên cạnh hồ nước tám người kia cảm giác điên rồi bọn họ còn trông cậy lăng hàn sớm đạt được đồ như thế cũng có thể bớt đi công sức của bọn họ nhưng lăng hàn chậm chạp chờ đợi bọn họ chỉ có thể tiếp tục lên núi nhưng lăng hàn lại lười biếng ngồi cạnh hồ nước bọn họ giận muốn điên lên đúng vậy lăng hàn gật đầu hắn hỏi ngược lại nếu không thì sao a à, vì cái gì ngươi còn nói hùng hồn như vậy đám người tông vũ trạch nhìn nhau mặc dù giữa bọn họ hiếm khi gặp nhau một lần nhưng lạc vô dương cải biến quá to lớn đánh chết bọn họ không tin lạc vô dương đã đổi một người bởi vì chuyện này không hiện thực ở khu vực này chưa từng có ngoại địch xâm lấn được rồi không nên nói nhảm với hắn nhanh chóng thu tử vong hàn thủy chúng ta tranh thủ thời gian xuống núi nơi này sắp khôi phục hàn khí mấy người kia nói ra sau đó cùng lấy ra dụng cụm đựng chất lỏng trên thực tế, đây chỉ là mấy khối đá bị đào rỗng. Ai, Lăng Hàn thở dài, trước đó không xác định nên ôm một phần hy vọng, hắn cho rằng đám gia hỏa này đang tìm kiếm vật chất thủy nguyên. Nhưng bây giờ, hắn thất vọng, tông vũ trạch tới lấy chất lỏng có thể làm chuẩn đế dính vào sẽ vẫn lạc. Tử vong hàn thủy, tốt, Lăng Hàn vươn người đứng dậy, sau đó búng tay một cái. Thạch đầu nhân hưng phấn, nó tỏa ra thần thức chấn động, sau đó lại lao về phía đám người tông vũ trạch ngươi có ý tứ gì đám người tông vũ trạch vừa sợ vừa giận bọn họ không nghĩ tới thạch đầu nhân lại xuất thủ vào lúc này lạc vô dương nhanh bảo nó dừng tay lăng hàn cười ha ha một tiếng hắn biến thành diện mạo thật xấu hổ ta không phải lạc vô dương cái gì tám người tông vũ trạch đều kinh hãi làm sao có thể chứ người này là giả mạo khó trách gia hỏa này trước đó luôn chọc giận người khác cũng chọc người ta tức thổ huyết thì ra hắn cũng không phải là lạc vô dương ngươi là ai tám chuẩn đế vừa đấu với thạch đầu nhân, vừa quát hỏi Lăng Hàn. Bọn họ thật sự rất giật mình, đây là chuyện bọn họ chưa từng nghĩ tới. Lăng Hàn lắc đầu, nói ra các ngươi cũng không biết. Cũng được, ta chính là thánh nhân mạnh nhất lịch sử, Lăng Hàn. Mạnh nhất lịch sử, ha ha, khẩu khí của ngươi thật lớn. Chờ chút, ngươi là thánh nhân, tám người tông vũ trạch đều kịp phản ứng. Lăng Hàn thả ra thánh hỏa, cười nói, không thể giả được. Trời, tám người tông vũ trạch rung động không nhẹ, kém chút bị thạch đầu nhân xông phá phòng tuyến. Thật là thánh nhân, nhưng nơi này không phải trong thành, vì cái gì ra hỏa này không mặc chiến giáp vẫn có thể hành tẩu tự nhiên. Chẳng lẽ, hắn nắm giữ chiến lược chuẩn đế, chương năm 1246, toàn diệt, thánh nhân mạnh nhất lịch sử, đám người tông vỗ chạch hít khí lạnh, nếu như lăng hàn thật có chiến lược chuẩn đế, danh xưng thánh nhân mạnh nhất lịch sử cũng không cuồng vọng. Tốt rồi, hiện tại tìm hiểu kết thúc, ta cũng nên ra tay rồi. Lang hàn cười nói, Tám người tông vũ trạch cười lạnh, lăng hàn tu vi thánh nhân đã nắm giữ chiến lược chuẩn đế, đây là việc quá kinh người, nhưng người mạnh hơn nữa cũng chỉ chỉ là thánh nhân, à thôi. Cho nên, nếu ra hỏa này xuất thủ, hắn đang tự tìm cái chết. Tám người nhìn nhau, sau đó đạt thành nhận thức chung. Nếu lăng hàn làm thế, bọn họ có thể liên thủ tuyệt sát lăng hàn, kể từ đó, thạch đầu nhân trở thành nguyên linh vô chủ, mất chỉ huy, chỉ có thể dựa vào bản năng chiến đấu, vậy thì dễ đối phó hơn nhiều. Tới đi, người thật tự đại lăng hàn xông về phía tông vũ trạch tự tìm cái chết tông vũ trạch cười lạnh hắn xuất một trường đánh trả lăng hàn hắn muốn một kích đánh lui lăng hàn sau đó tự nhiên có đồng bạn lao tới giết lăng hàn chuẩn đế không dễ giết nhưng người nào cuồng như lăng hàn hay không chính mình muốn tìm chết trách được ai lăng hàn cười một tiếng thiết quyền ngưng tụ lại đánh phía tông vũ trạch lúc một quyền sắp đánh chúng lăng hàn mới đột nhiên vận chuyển năng lượng hủy diệt và đại đạo quang Tông Vũ Trạch có ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, cho rằng Lăng Hàn là thánh nhân, chiến lực sẽ không mạnh đến mức nào, bởi vậy, trong đầu hắn chỉ nghĩ sẽ đánh Lăng Hàn bay đi, tan giã phòng ngự của đối phương, sau đó do đồng bạn xông tới giải quyết Lăng Hàn. Cho nên, lúc này hắn có phòng bị hay sao? Banh, nắm đấm và bàn tay va chạm vào nhau, sau đó nhìn thấy Tông Vũ Trạch bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa cánh tay phải cũng biến mất. Đám người ninh học lâm kinh hãi, đúng thế, có người bị đánh bay, vì cái gì không phải Lăng Hàn mà là Tông Vũ Trạch? Hoa mắt, không có khả năng, bọn họ chính là chuẩn đế, tại sao có thể hoa mắt? Oanh, thạch đầu nhân cường thế tiến công, lại phá vỡ suy nghĩ của bọn họ. Lăng Hàn phát động Phượng Dực Thiên Tường, hắn tiến lên và xông thẳng về phía Tông Vũ Trạch, hắn lại đánh ra một quyền. Quá nhanh, phải biết, trừ cảnh giới ra, Lăng Hàn ở phương diện nào cũng có thể nghiền ép Tông Vũ Trạch, tất nhiên quyền chủ động vẫn nằm trong tay của hắn, Tông Vũ Trạch ngăn cản thế nào? Bành 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 lăng hàn xuất ra mấy quyền liên tục từng quyền đều rất vừa vặn có thể thấy rõ ràng thân thể tông vũ trạch không ngừng biến mất cuối cùng bị một quyền đánh nổ đầu hình thần câu diệt Tê, quá kinh khủng bảy người ninh học lâm cảm giác toàn thân lạnh lẽo không ngừng run rẩy thánh nhân khó giết chuẩn đế càng khó giết hơn thế nhưng ở trong tay lăng hàn hắn đánh ra mấy quyền mà thôi tông vũ trạch đã bị đánh chết đây là tranh lệch lớn cỡ nào chạy bọn họ không trần chờ lăng hàn và thạch đầu nhân hình thành xu thế giáp công như vậy căn bản không phải bọn họ có thể chống cự sẽ chỉ bị tiêu diệt từng bộ phận nhưng mà bảy người đồng thời trốn lăng hàn cùng thạch đầu nhân nhiều lắm chỉ đuổi theo một người vẫn có năm người có thể chạy thoát lăng hàn cười nói các người thật sự suy nghĩ nhiều hắn tung người nhảy lên vai thạch đầu nhân sau đó đuổi theo đám người ninh học lâm thạch đầu nhân cũng không am hiểu tốc độ tốc độ chỉ sánh bằng chuẩn đế bình thường cho nên theo đạo lý, Thạch Đầu Nhân không thể nào đuổi kịp đám người Ninh Học Lâm. Nhưng vấn đề là, nơi này là địa phương nào? Ngọn núi quá trơn, mà một khi bị trượt chân sẽ đụng vào băng lang hình trụ, xuyên thủng thân thể, kịch độc xâm lấn, trực tiếp mất đi tính mệnh. Cho nên, bọn họ vẫn cẩn thận đi xuống từ từ. Nhưng Thạch Đầu Nhân không cần, nó mạnh mẽ đâm tới, cũng nhanh chóng đuổi kịp một người. Lang Hàn cùng Thạch Đầu Nhân liên thủ oanh kích, người kia có thể cản mấy chiêu. Qua chừng trăm chiêu người kia bị oanh sát thành cặn bã. Lăng Hàn thở dài, chuẩn đế thật khó giết, hắn chiếm ưu thế về mặt chiến lực, hơn nữa còn nắm giữ năng lượng hủy diệt, đại đạo quang, nhưng thế cần trăm chiêu mới giải quyết được. Thời điểm hắn ở tôn giả, giết thánh nhân cấp thấp cũng không có khó khăn như thế. Nếu cảm thán như vậy bị người khác biết, khẳng định mỗi người sẽ xem thường hắn, nói hắn trang bức. Trên lý luận, chỉ cần chuẩn đế muốn chạy, cho dù đại đế cũng rất khó giết chết, ngươi là một thánh nhân chỉ dùng chừng trăm chiêu liền đắc thủ, còn muốn như thế nào đại thạch chúng ta tiếp tục đuổi lăng hàn lại nhảy lên thân thể thạch đầu nhân triển khai truy sát nhân chút thời gian này sáu người ninh học lâm đã chạy ra rất xa nhưng không thể thoát khỏi lăng hàn có thạch đầu nhân đuổi theo bành 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 thạch đầu nhân mới không quan tâm băng lăng gì đó nó mạnh mẽ đâm tới và đuổi theo một người nhưng vì thế nó trả giá là thân thể nhỏ đi một ít không có việc gì chịu đựng được lăng hàn và thạch đầu nhân liên thủ khai chiến ở tuyệt địa như thế có chuẩn đế nào gánh vác được hai người một đường truy sát cũng lưu lại một đường thi thể nhưng sau khi giết bảy người thạch đầu nhân co lại hình thể bình thường dù sao cũng không thể bị thương bằng không hạch tâm của nó sẽ lộ ra ngoài như vậy thì quá nguy hiểm lăng hàn nhắm lấy thạch đầu nhân chính mình gấp rút lên đường kể từ đó tốc độ của hắn giảm mạnh nhưng không có quan hệ hắn vẫn chạy nhanh hơn dương đức phú dương đức phú vui mừng bởi vì bình nguyên phía trước đang ở ngay trước mắt hắn đã lao xuống núi hắn vội vàng thi triển hết thân pháp hắn phi nước đại vì tính mệnh của mình một lúc sau lăng hàn cũng xuống núi hắn bảo thạch đầu nhân chờ hắn ở chân núi hắn phát động phượng rực thiên tường tốc độ tăng lên cực nhanh ba ngày sau rốt cục hắn đã đuổi kịp dương đức vũ oanh không nói hai lời lăng hàn trực tiếp xuất ra một quyền một quyền này quá mức đáng sợ dương đức vũ không thể không xoay người lại chống đỡ nhưng sau khi ngăn cản một quyền, hắn lại quay người bỏ chạy. Chiến lực của Lăng Hàn quá mạnh, hắn không phải là đối thủ, đối cứng hẳn phải chết. Nhưng mà, ở trước mặt Phượng Dực Thiên Tường, tốc độ của hắn quá chậm. Lăng Hàn đã đuổi kịp hắn trong nháy mắt, lại tiếp tục đánh. Lăng Hàn, chúng ta không thủ oán gì với ngươi, vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt. Dương Đức Phú Quát, Lăng Hàn trầm ngâm một cái, các ngươi xấu xí. Phi, đây là lý do sao? Dương Đức Phú bị phẫn, đều đến lúc này, người còn muốn nhục nhã ta. Ta khó coi, người đẹp mắt, lang hàn xuất thủ lần nữa, sau đó thản nhiên nói, chúng ta lập trường khác nhau, chung quy phải có một trận huyết chiến. Hắn nói như vậy, Dương Đức Phú cũng không phản bác được. Bởi vì hắn cũng nghĩ đến, chính mình đã từng nhận được mệnh lệnh, chỉ cần có người ngoài tiến vào, không cần bất cứ lý do gì, nhất định phải chém giết đối phương. Cho nên, không tồn tại ân oán gì đó, chỉ là vấn đề lập trường. Oanh, hai người kịch chiến, Dương Đức Vũ vẫn chưa đứt mất suy nghĩ bỏ chạy, nhưng ở trước mặt Lăng Hàn, hắn có thể thực hiện được. Sau vài trăm chiêu, hắn cũng bị oanh sát, chương 5247, bước lui đại đế. Không có hoàn cảnh hạn chế, chuẩn đế quá khó giết. Nếu không phải Lăng Hàn nắm giữ thân pháp nhanh nhất thiên hạ, như vậy khẳng định sẽ nhìn Dương Đức Vũ bỏ chạy. Dù là như thế, hắn vẫn tốn vài trăm chiêu, Lăng Hàn trở lại, không có cho thạch đầu nhân đuổi kịp, nó một mình lên đỉnh núi, sau đó lấy dụng cụ múc rất nhiều tử vong hàn thủy không có pháp khí không gian hắn cũng chỉ có thể mang theo còn tốt chính là dụng cụ có miệng đậy bằng không thì khó làm lang hàn xuống núi tuyết xác định chính mình bình an sau đó hắn nghĩ ra biện pháp làm sao mới có thể mang theo chất lỏng này đồ chơi này mang tới tử vong vô cùng đáng sợ không cẩn thận cho dù là đại đế cũng có thể trúng chiêu cho nên hắn có thể dùng như vũ khí bí mật nhưng dụng cụ chỉ có thể mang theo tùy thân nếu gặp đại đế còn cẩn thận lấy ra lại mở nấp ách có đại đế sẽ trúng chiêu có thể thu vào bên trong hỗn độn cực lôi tháp không lăng hàn hơi lo lắng đồ chơi này có thể làm tử vong tàn lụi không biết có thể ảnh hưởng đến mẫu kim hay không dù sao ở trong đó có một đạo thần thức của lăng hàn nếu bị loại bỏ lăng hàn cũng còn có chút tổn thương thử một lần hắn khống chế mẫu kim hấp thụ một chút xíu tử vong hàn thủy tiến vào trong tháp giống như không có cái gì không ổn Lăng Hàn tươi cười, hắn thu tất cả tử vong hàn thủy vào hỗn độn cực lôi tháp, như vậy khi đối địch có thể sử dụng hỗn độn cực lôi tháp phát động, tử vong hàn thủy vẩy ra, lơ đáng sẽ tạo thành phá hoại cực lớn. Đại thạch, chúng ta đi, Lăng Hàn mang theo thạch đầu nhân đi tới Bình Nguyên, nơi này mặc dù không có tảng đá thành phiến, nhưng thạch đầu nhân cũng không thèm để ý, đông hút một khối, tây phụ một khối, mấy tháng qua đi, nó khôi phục hình thể hai người lại bắt đầu lưu lạc, tìm kiếm vật chất thủy nguyên khắp nơi. Rất nhiều năm sau, Lăng Hàn ngừng lại, vật chất thủy nguyên, hắn cảm ứng được khí tức đặc thù. Hắn vội vàng lao đi, quả nhiên, phía trước có một gốc tiên dược đang đung đưa trong gió. Nhưng mà, ánh mắt Lăng Hàn lại nhíu lại, bởi vì bên cạnh tiên dược có một con hung thú. Hắn thấy qua, cùng kỳ đại đế, đây là cái bẫy, dùng vật chất thủy nguyên dẫn dụ hắn hiện thân. Lúc này, cùng kỳ đại đế mới chậm rãi đứng dậy, người đã đến. Ngữ khí bình thản, không có một tia sát ý. Ở trong mắt đại đế, lăng hàn chỉ là sâu kiến mà thôi giết một con sâu kiến cần động sát ý sao tùy ý một chân giẫm chết là tốt rồi đã đến nước này lăng hàn cũng thả lỏng hắn dùng thần niệm cho thạch đầu nhân chạy trốn cùng kỳ đại đế không để ý hắn muốn giết chỉ có lăng hàn mà thôi lăng hàn tươi cười nói ta tới tiên dược có thể cho ta không cùng kỳ đại đế sững sờ dường như không ngờ lăng hàn bình tĩnh như vậy soát hắn vung móng vuốt gốc tiên dược kia bay về phía lăng hàn cho ngươi thì như thế nào, ngươi có thể ăn ta hay sao, ngóa. Cho dù là đại đế cũng không tự chủ há to miệng. Bởi vì Lăng Hàn thật sự cầm được tiên dược và gặp, hơn nữa tốc độ cực nhanh, chỉ cắn hai ba cái đã nuốt sạch tiên dược. Cái này, cùng kỳ đại đế cảm giác mình đánh giá cao nhân phẩm của người trẻ tuổi này, đây là kẻ không biết xấu hổ. Nhưng cùng kỳ đại đế thu hồi cảm xúc chấn động, cho người ăn hết một gốc tiên dược thì như thế nào? Chẳng lẽ người còn có thể lập tức đột phá thành đại đế hay sao? hắn trực tiếp xuất thủ tấn công Lăng Hàn. Oanh, một bàn tay to lớn xuất hiện, bí mật mang theo hắc khí cuồn cuộn. cuộn. Lăng Hàn không chút do dự, hắn lập tức xoay người chạy. Đối kháng chính diện với đại đế. Ha ha, hắn còn không có ngốc như vậy. Nhưng hắn vừa mới quay người, chỉ thấy lại xuất hiện một đại đế. Tất phương, hai tên đại đế, tiền hậu giáp kích. Lăng Hàn có thể chạy trốn tới đâu? Ông, thanh trúc kiếm thức tỉnh. Lăng Hàn chém về phía tất phương đại đế trước tiên. Bọ ngựa đấu xe, Tất phương đại đế cười lạnh, đế binh muốn ngăn hắn. Ngây thơ, banh, một kích qua đi, thanh trúc kiếm bị đánh bay, mà lăng hàn cũng lấy ra tầng phòng ngự thứ hai, hỗn độn cực lôi tháp. Lực lượng kinh khủng chấn động, hỗn độn cực lôi tháp không ngừng phát ra tiếng oanh minh, giống như khó thừa nhận nổi lực phá hoại. Không cần sợ, mẫu kim hoàn toàn có thể chống cự đại đế oanh kích, hỗn độn cực lôi tháp lại được sáng tạo chi kim cường hóa, nó mạnh hơn mẫu kim tầm thường quá nhiều, hắn không cần lo lắng. Nhưng mà, dựa vào một đế binh một chuẩn đế binh lăng hàn có thể tiếp nhận một kích của đại đế cũng bị chấn động thổ huyết một thời đại mới có thể xuất hiện một đại đế làm sao có thể không mạnh lăng hàn không kịp điều chỉnh cùng kỳ đại đế phía sau đã giết tới đi lăng hàn mở hỗn độn cực lôi tháp ra một màn nước bao phủ đại đế tử vong hàn thủy hai tên đại đế đồng thời hét lên kinh ngạc bọn họ không ngờ lăng hàn lại có đại sát khí này tử vong hàn thủy đã ập tới trước mặt bọn họ bọn họ vội vàng dùng móng vuốt phòng ngự lúc này tử vong hàn thủy thể hiện một mặt khủng bố của nó ra ngoài có bộ phận nhỏ xuyên thấu phòng ngự của bọn họ cũng dính vào móng vuốt hai đại đế đều rên rỉ khí thức sinh mệnh giảm mạnh nhưng mà việc này cũng thể hiện sự cường đại của đại đế cho dù chạm vào tử vong hàn thủy nhưng không chết ngay lập tức bọn họ chỉ trọng thương mà thôi nhưng vẫn có chiến lược đáng sợ hơn xa chuẩn đế lăng hàn thở dài muốn chân chính giết đế là không thể nào hắn không dừng lại chút nào Chúng đã kích như vậy, cho dù là hai đại đế cũng cần nghỉ ngơi an dưỡng, không tiếp tục truy kích Lăng Hàn. Ông, thần niệm đáng sợ bao phủ Lăng Hàn, dường như đang cảnh cáo hắn, dù hắn rời khỏi cũng khó thoát vận mệnh chú định. Lăng Hàn không hề bị lay động, hắn phi nước đại và nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực thần niệm đại đế ảnh hưởng. Hắn thầm kêu may mắn, nếu không phải thần thú bên trong vực sâu nguyên thủy đều không có đế binh, như vậy hai tên đại đế vừa rồi chỉ cần dùng đế binh thủ hộ, chắc chắn sẽ không bị Tử vong Hàn thủy làm bị thương. Hắn dựa vào chuẩn đế binh cũng có thể thu nhận Tử vong Hàn Thủy. Thật sự là cát nhân thiên tướng, đại đế lần này thiết lập bố cục hại hắn, may mắn trước đó nhận được Tử vong Hàn Thủy, bằng không hắn dựa vào cái gì phá cục. Hiện tại chẳng những người chạy ra, thậm chí còn ăn một gốc tiên dược thủy nguyên. Lăng Hàn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, hắn bắt đầu luyện hóa dược lực, hắn tuyệt đối không thể lãng phí. Chương 5248 thành công sắp đến. Sau gần nửa ngày, Lăng Hàn đã luyện hóa toàn bộ dược lực Tiến bộ của hắn không lớn, hắn chỉ đạt tới 87 đạo quy tắc. Không có cách, cảnh giới càng cao, tiến bộ càng khó, lại nói, cùng kỳ đại đế dùng tiên dược cấp thấp dẫn dụ hắn, có thể làm cho hắn nhiều nắm giữ một đạo quy tắc đã không tệ. Cùng kỳ cùng kỳ, khó trách, tên còn mang chữ nghèo cùng, hắn không có khả năng hào phóng. Lăng Hàn thì thào, không lâu lắm, thạch đầu nhân trở về, hai người tiếp tục đi tới, bắt đầu hành trình dài dằng dặc. Hiện tại các thần thú đại đế khẳng định đều đang tìm Lăng Hàn, cho nên, hắn tuyệt đối không thể đi lộ tuyến bình thường, hắn chỉ có thể đi vòng, đi vòng, lại đi vòng. Nhưng mà, toàn bộ đại đế trong khu vực thứ hai đều tìm kiếm lăng hàn, thậm chí đại đế khu vực tầng thứ nhất cũng xuất hiện, chiến trận rất to lớn, tất cả chỉ tìm giết một tên thánh nhân. Nói ra sẽ không ai tin, lúc nào đại đế không đáng giá như vậy, không ngờ xuất động tập thể đi giết một tên thánh nhân. Lăng Hàn lại biết rõ, nếu như nguyên thế giới đối ứng thần thạch chính là một bộ phận của sinh mệnh thạch, như vậy, hắn và đinh thụ chính là hạt giống mà đám người vô nhai đại đế ném ra ngoài từ nhiều năm trước. Đây là một bước cải biến cách cục của vực sâu nguyên thủy, cho nên, 36 thần thú mới tận lực ngăn cản hắn trở về. Lăng Hàn vận chuyển quỷ ảnh bộ, mà thạch đầu nhân đi cách xa hắn, cũng sẽ không lộ hắn ra ngoài. Trong quá trình dài rằng giặc, Lăng Hàn phát hiện từng thần thú đại đế đang lướt qua bầu trời, đang thả ra thần thức tìm hắn, nhưng phương thức tìm kiếm như vậy không thể tìm ra hắn. Dù sao hắn cũng có chiến lược chuẩn đế, nhưng rất nhiều năm sau đại đế lục soát cẩn thận hơn cho dù đào sâu ba thước đất cũng phải tìm ra hắn dưới tình huống như vậy lăng hàn không dám mang theo thạch đầu nhân đồng hành như thế sẽ bại lộ hắn hắn bảo thạch đầu nhân tiến vào một tòa rừng đá cũng ở nơi này chờ hắn quay về ban đầu thạch đầu nhân không nghe theo chỉ lệnh nhưng sau khi được lăng hàn phục sinh lăng hàn có lực ảnh hưởng lên nó rất mạnh chỉ huy rất nhẹ nhõm lăng hàn lại đi một mình sau khi không còn gánh nặng hắn thả tâm linh ra bảy năm sau rốt cuộc hắn bị một đại đế phát hiện từ đó tiến hành truy sát hắn nhưng lăng hàn dùng hết toàn lực lại vận dụng tử vong hàn thủy cuối cùng hắn vẫn thành công thoát thân sau nhiều lần chạy trốn khỏi tay đại đế nếu có một cái ghi chép số lần như thế lăng hàn đoán rằng mình sẽ đứng ở vị trí đầu tiên trong quá trình chạy trốn lăng hàn ngoài ý muốn xông vào một sơn cốc hắn còn phát hiện một gốc tiên dược thủy nguyên việc này có nên gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc không lăng hàn cười nói hắn không khách khí hái tiên dược, sau đó bắt đầu luyện hóa. Gốc tiên dược này ẩn chứa vật chất thủy nguyên tương đối nhiều, cho nên số lượng quy tắc Lăng Hàn nắm giữ cũng tăng lên 90 đạo. Chiến lực của ta hiện tại mạnh bao nhiêu? Lăng Hàn thì thào, cho dù là chiến lực thông thường, hắn cũng mạnh hơn đa gia Phật, có thể thiếu ngạo tất cả chuẩn đế. Nhưng ngang hàng đại đế, vẫn còn kém một chút, bởi vì không phải mới giao thủ với đại đế, Lăng Hàn đã biết rõ đại đế cường đại hắn hiện tại vẫn không phải đối thủ của đại đế nhưng mà bởi vì hành tung bị phát hiện những ngày này có càng nhiều đại đế chạy đến gần dùng thần thức dò xét lăng hàn lăng hàn lại thoát ra khỏi vòng vây hắn tung hoành trong vực sâu nguyên thủy trước đó hắn thoát khỏi đại đế sẽ trả giá bằng trọng thương nhưng lần này bị thương đã nhẹ đi nhiều chuyện này cũng chứng minh thực lực của hắn đang tăng lên trong mấy ngàn năm sau lăng hàn vẫn vượt qua trong việc phá vây hắn không ngừng bị thương có đôi khi chỉ là vết thương nhẹ nhưng có đôi khi lại là trọng thương trong chiến đấu gian khổ như thế ý chí của hắn bị ma luyện vô cùng cứng cỏi chiến lực cũng tăng lên không ngừng trong mấy ngàn năm đó hắn cũng không phải không có thu hoạch ngẫu nhiên vẫn tìm được tiên dược cấp thủy nguyên tu vi của hắn không ngừng tăng lên chín mươi một đạo chín mươi hai đạo chín mươi ba đạo hắn dung nạp quy tắc càng ngày càng tiếp cận cực hạn thân thể của hắn cũng chỉ tịch diệt bốn lần ý nghĩa một khi hắn tiến vào chuẩn đế, từ cảnh giới thì hắn đã là chuẩn đế ngũ tinh. Mà nói đến chiến lực, ha ha, hắn tuyệt đối sánh ngang đế cấp. 96, 97, 98, Lăng Hàn mở hai mắt ra, trong mắt mang theo kích thích và thất vọng. Trước đó hắn lại hái được một gốc tiên dược thủy nguyên, vốn cho rằng luyện hóa sẽ xông lên 99 đạo quy tắc, sau khi luyện hóa xong thì hắn phát hiện vẫn kém một chút. Nếu hắn còn có thể tiến bộ, hắn đạt tới cực hạn chân chính của tịch diệt cảnh. Chỉ thiếu chút nữa, Lăng Hàn đứng lên, ở cách hắn không xa có một tòa thành thị hình cá lớn. Ngoại hình là cá nhưng lại mọc đôi cánh chim, giống như tùy thời có thể vỗ cánh hóa thành chim. Côn bằng, không phải, là lỏa ngư, một trong 36 thần thú. Nhiều năm như vậy, rốt cục Lăng Hàn đi tới khu vực tầng thứ ba. Hắn không cải trang ăn mặc, hắn cứ thế mà tiến lên, nhưng hắn quỷ ảnh bộ, cho dù đứng ngay trước mặt thánh nhân cũng không ai nhận ra hắn. Hắn cứ đường hoàng tiến vào thành lỏa ngư, nguyên bản, hắn chỉ nghĩ mượn đường sau khi tiến vào tòa thành hắn lại phát hiện nơi này phi thường náo nhiệt hắn nghe mọi người nghị luận thế mới biết thì ra tưởng lĩnh môn đồ đại đế vừa mới trở về nghe nói hắn hái được một gốc đại dược thủy nguyên tin tức truyền ra làm cho người cả thành lỏa ngư bị kích thích đại dược thủy nguyên tự nhiên sẽ gây ra oanh động lang hàn suy nghĩ nếu hắn đoạt gốc tiên dược này chẳng phải có thể đạt tới thánh cấp đỉnh phong hay sao thật sự là người tốt hắn ẩn nấp trong bóng tối nghe mọi người thổi phồng và tìm vị trí của tưởng lĩnh. Sau đó, hắn xuất động, rất nhanh, hắn xuất hiện trước phủ đệ vị môn đồ đại đế kia. Lăng Hàn leo tường mà vào, lặng lẽ không một tiếng động. Giống như các môn đồ khác, diện tích phủ đệ rất lớn nhưng vô cùng đơn sơ. Bởi vì không thể kinh động đại đế, thậm chí Lăng Hàn không có thả ra thần thức thăm dò, hắn thu liếm khí tức như U Linh, dựa vào quỷ ảnh bộ tìm kiếm. Bỏ ra chút thời gian, hắn mới định vị được vị trí của tưởng lĩnh. Người này đang ngồi xếp bằng, trước mắt là một gốc tiên dược. Hắn đang điều chỉnh trạng thái, sau khi đạt tới trạng thái tốt nhất mới có thể ăn tiên dược, tối đa hóa dược lực. Dù sao đây chính là tiên dược thủy nguyên, mấy vạn năm cũng khó hái một gốc. Lăng Hàn cười một tiếng, đúng là trời giúp hắn mà. Hắn lặng lẽ tiến vào, nơi này bị phong cấm, sẽ không có động tính gì truyền ra ngoài. Sau đó, hắn hiện thân, đẩy cửa vào. mươi 5249, Thánh Nhân Viên Mãn. Bạn cần đăng nhập để đọc chương này, nếu có tài khoản đăng nhập tại đây nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây. Chương 5250, bị phát hiện, sau gần nửa ngày, Lăng Hàn đã luyện hóa toàn bộ dược lực. Tiến bộ của hắn không lớn, hắn chỉ đạt tới 87 đạo quy tắc. Không có cách, cảnh giới càng cao, tiến bộ càng khó, lại nói, Cùng Kỳ Đại Đế dùng tiên dược cấp thấp dẫn dụ hắn, có thể làm cho hắn nhiều nắm giữ một đạo quy tắc đã không tệ. Cùng kỳ cùng kỳ, khó trách Tên còn mang chữ nghèo cùng, hắn không có khả năng hào phóng. Lăng Hàn thì thào, không lâu lắm, Thạch Đầu Nhân trở về, hai người tiếp tục đi tới, bắt đầu hành trình dài dằng dặc. Hiện tại các thần thú đại đế khẳng định đều đang tìm Lăng Hàn, cho nên, hắn tuyệt đối không thể đi lộ tuyến bình thường, hắn chỉ có thể đi vòng, đi vòng, lại đi vòng. Nhưng mà, toàn bộ đại đế trong khu vực thứ hai đều tìm kiếm Lăng Hàn, thậm chí đại đế khu vực tầng thứ nhất cũng xuất hiện, chiến trận rất to lớn, tất cả chỉ tìm giết một tên thánh nhân nói ra sẽ không ai tin, lúc nào đại đế không đáng giá như vậy, không ngờ xuất động tập thể đi giết một tên thánh nhân. Lăng Hàn lại biết rõ, nếu như nguyên thế giới đối ứng thần thạch chính là một bộ phận của sinh mệnh thạch, như vậy, hắn và đinh thụ chính là hạt giống mà đám người vô nhai đại đế ném ra ngoài từ nhiều năm trước. Đây là một bước cải biến cách cục của vực sâu nguyên thủy, cho nên, 36 thần thú mới tận lực ngăn cản hắn trở về. Lăng Hàn vận chuyển quỷ ảnh bộ, mà thạch đầu nhân đi cách xa hắn, cũng sẽ không lộ hắn ra ngoài trong quá trình dài rằng giặc lăng hàn phát hiện từng thần thú đại đế đang lướt qua bầu trời đang thả ra thần thức tìm hắn nhưng phương thức tìm kiếm như vậy không thể tìm ra hắn dù sao hắn cũng có chiến lược chuẩn đế nhưng rất nhiều năm sau đại đế lục soát cẩn thận hơn cho dù đào sâu ba thước đất cũng phải tìm ra hắn dưới tình huống như vậy lăng hàn không dám mang theo thạch đầu nhân đồng hành như thế sẽ bại lộ hắn hắn bảo thạch đầu nhân tiến vào một tòa rừng đá cũng ở nơi này chờ hắn quay về ban đầu thạch đầu nhân không nghe theo chỉ lệnh nhưng sau khi được lăng hàn phục sinh lăng hàn có lực ảnh hưởng lên nó rất mạnh chỉ huy rất nhẹ nhõm lăng hàn lại đi một mình sau khi không còn gánh nặng hắn thả tâm linh ra bảy năm sau rốt cuộc hắn bị một đại đế phát hiện từ đó tiến hành truy sát hắn nhưng lăng hàn dùng hết toàn lực lại vận dụng tử vong hàn thủy cuối cùng hắn vẫn thành công thoát thân sau nhiều lần chạy trốn khỏi tay đại đế nếu có một cái ghi chép số lần như thế Lăng Hàn đoán rằng mình sẽ đứng ở vị trí đầu tiên. Trong quá trình chạy trốn, Lăng Hàn ngoài ý muốn xông vào một sơn cốc, hắn còn phát hiện một gốc tiên dược thủy nguyên. Việc này có nên gọi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc không? Lăng Hàn cười nói, hắn không khách khí hái tiên dược, sau đó bắt đầu luyện hóa. Gốc tiên dược này ẩn chứa vật chất thủy nguyên tương đối nhiều, cho nên số lượng quy tắc Lăng Hàn nắm giữ cũng tăng lên 90 đạo. Chiến lực của ta hiện tại mạnh bao nhiêu? Lăng Hàn thì thào cho dù là chiến lược thông thường, hắn cũng mạnh hơn đa gia Phật, có thể thiếu ngạo tất cả chuẩn đế. Nhưng ngang hàng đại đế, vẫn còn kém một chút, bởi vì không phải mới giao thủ với đại đế, Lăng Hàn đã biết rõ đại đế cường đại. Hắn hiện tại vẫn không phải đối thủ của đại đế, nhưng mà, bởi vì hành tung bị phát hiện, những ngày này có càng nhiều đại đế chạy đến gần dùng thần thức dò xét Lăng Hàn. Lăng Hàn lại thoát ra khỏi vòng vây, hắn tung hoành trong vực sâu nguyên thủy trước đó hắn thoát khỏi đại đế sẽ trả giá bằng trọng thương nhưng lần này bị thương đã nhẹ đi nhiều chuyện này cũng chứng minh thực lực của hắn đang tăng lên trong mấy ngàn năm sau lang hàn vẫn vượt qua trong việc phá vây hắn không ngừng bị thương có đôi khi chỉ là vết thương nhẹ nhưng có đôi khi lại là trọng thương trong chiến đấu gian khổ như thế ý chí của hắn bị ma luyện vô cùng cứng cỏi chiến lực cũng tăng lên không ngừng trong mấy ngàn năm đó hắn cũng không phải không có thu hoạch ngẫu nhiên vẫn tìm được tiên dược cấp thủy nguyên, tu vi của hắn không ngừng tăng lên. Chín người một đạo, chín người hai đạo, chín người ba đạo. Hắn dung nạp quy tắc càng ngày càng tiếp cận cực hạn, thân thể của hắn cũng chỉ tịch diệt bốn lần. Ý nghĩa, một khi hắn tiến vào chuẩn đế, từ cảnh giới thì hắn đã là chuẩn đế ngũ tinh. Mà nói đến chiến lực, ha ha, hắn tuyệt đối sánh ngang đế cấp. 96, 97, 98, lang Hàn mở hai mắt ra, trong mắt mang theo kích thích và thất vọng. Trước đó hắn lại hái được một gốc tiên dược thủy nguyên, vốn cho rằng luyện hóa sẽ xông lên 99 đạo quy tắc, sau khi luyện hóa xong thì hắn phát hiện vẫn kém một chút. Nếu hắn còn có thể tiến bộ, hắn đạt tới cực hạn chân chính của tịch diệt cảnh. Chỉ thiếu chút nữa, Lang Hàn đứng lên, ở cách hắn không xa có một tòa thành thị hình cá lớn. Ngoại hình là cá nhưng lại mọc đôi cánh chim, giống như tùy thời có thể vỗ cánh hóa thành chim. Côn bằng, không phải, là lỏa ngư, một trong 36 thần thú. Nhiều năm như vậy Rốt cuộc lăng hàn đi tới khu vực tầng thứ ba. Hắn không cải trang ăn mặc, hắn cứ thế mà tiến lên, nhưng hắn quỷ ảnh bộ, cho dù đứng ngay trước mặt thánh nhân cũng không ai nhận ra hắn. Hắn cứ đường hoàng tiến vào thành lỏa ngư, nguyên bản, hắn chỉ nghĩ mượn đường, sau khi tiến vào tòa thành, hắn lại phát hiện nơi này phi thường náo nhiệt. Hắn nghe mọi người nghị luận, thế mới biết thì ra tưởng lĩnh môn đồ đại đế vừa mới trở về, nghe nói hắn hái được một gốc đại dược hủy nguyên, tin tức truyền ra, làm cho người cả thành lỏa ngư bị kích thích. Đại dược thủy nguyên tự nhiên sẽ gây ra oanh động, Lăng Hàn suy nghĩ, nếu hắn đoạt gốc tiên dược này, chẳng phải có thể đạt tới thánh cấp đỉnh phong hay sao? Trước, thật sự là người tốt, hắn ẩn nấp trong bóng tối, nghe mọi người thổi phồng và tìm vị trí của Tưởng Lĩnh. Sau đó, hắn xuất động, rất nhanh, hắn xuất hiện trước phủ đệ vị môn đồ đại đế kia. Lăng Hàn leo tường mà vào, lặng lẽ không một tiếng động. Giống như các môn đồ khác, diện tích phủ đệ rất lớn nhưng vô cùng đơn sơ bởi vì không thể kinh động đại đế thậm chí lăng hàn không có thả ra thần thức thăm dò hắn thu liếm khí tức như u linh dựa vào quỷ ảnh bộ tìm kiếm bỏ ra chút thời gian hắn mới định vị được vị trí của tưởng lĩnh người này đang ngồi xếp bằng trước mắt là một gốc tiên dược hắn đang điều chỉnh trạng thái sau khi đạt tới trạng thái tốt nhất mới có thể ăn tiên dược tối đa hóa dược lực dù sao đây chính là tiên dược thủy nguyên mấy vạn năm cũng khó hái một gốc lăng hàn cười một tiếng đúng là trời giúp hắn mà hắn lặng lẽ tiến vào, nơi này bị phong cấm, sẽ không có động tính gì truyền ra ngoài. Sau đó, hắn hiện thân, đẩy cửa vào. chương năm 1251, chuẩn đế. Mẹ nó, tại sao lại có biến thái như vậy? Đâm, 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 bảy tên thánh nhân không ngừng cầm chiến mâu đâm tới, bởi vì bọn họ quá kinh hãi, đầu óc trống giống, cũng không thể sinh ra suy nghĩ gì. Ông, đúng lúc này, chỉ thấy trên thân lăng hàn bộc phát ra thần mang chín màu xinh đẹp. Sau đó, một cỗ sinh cơ bừng bừng bộc phát giống như vạn vật thức tình. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người đông cứng lại. Tình huống như thế nào? Đây là gì tưởng gì? Đúng lúc này, bỗng nhiên Lăng Hàn mở hai mắt ra, trong mắt còn có thần quang chín màu giống như có thể xuyên thủng thiên địa. Hắn có loại cảm giác, mình đã cắt đứt liên hệ với thiên địa, sắp tự thành một thể. Chuẩn đế, không, còn kém một chút, còn chưa hoàn toàn, cần hắn đẩy mạnh hơn, nhưng nhiều lắm chỉ mất nửa ngày mà thôi. Bành! một chiến mâu đâm thẳng vào thân lăng hàn lăng hàn quay đầu nhìn sang đó là một thánh nhân nhưng hai tay đối phương đang run rẩy còn chưa đâm thỏa nguyện hắn hỏi gương mặt thánh nhân tái nhợt hắn yếu ớt nói ta chưa tay đúng thì đúng hắn quá khẩn trương sợ ý đâm chiến mâu về phía trước việc này làm tưởng lĩnh tức chết người giải thích cùng hắn làm gì chúng ta đang đối địch nếu đã đối địch công kích hắn thì sao cần lý do sao rất mất mặt, Lăng Hàn cười một tiếng, còn muốn đâm không? Không không không, không dám, tên thánh nhân kia vội vàng lắc đầu, được, lui sang một bên, Lăng Hàn nói, tên thánh nhân ngoan ngoãn lui sang một bên, các ngươi thì sao? Lăng Hàn nhìn sang sáu tên thánh nhân, sắc mặt bình tĩnh, không có một chút xíu tức giận nào. Ngay cả như vậy, sáu tên thánh nhân vẫn run sợ, chỉ cảm thấy khí thế Lăng Hàn giống như đại đế, bọn họ căn bản không dám nhìn thẳng. Không tự chủ được, bọn họ đều lui, hơn nữa không dám lùi quá nhanh giống như sợ bất kính với lăng hàn các ngươi tưởng lĩnh cắn răng nói hắn chưa nói hết thì giật mình hắn nói được hắn lại khoát tay chẳng những hắn giơ tay còn mang theo lực lượng vô tận hắn khôi phục tu vi chuẩn đế ngao hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng hắn truyền tin tức cho doanh ngư đại đế lại này hắn lạnh lùng nhìn sang lăng hàn không thể không nói người thật to gan lớn mật hắn nói sau khi đoạt tiên dược của ta còn luyện hóa ở đây thậm chí đột phá đến thánh nhân lục tinh nhưng mà đại đế đã nhận được tin tức lập tức sẽ xuất quan giết ngươi cho dù ngươi nghịch thiên có thể dùng thân thánh nhân chống lại đại đế hay không vừa rồi trên thân lăng hàn bộc phát thần quang chín màu hiển nhiên hắn đã đột phá như vậy trước đó là ngô tinh vừa đột phá không phải thánh nhân lục tinh sao đần độn cũng có thể nghĩ ra được cái gì những người khác nghe thấy tưởng lĩnh nói thế bọn họ quá sợ hãi. Gia hỏa biến thái này là thánh nhân lục tinh, chuyện này nói ra có ai tin tưởng, nhưng môn đồ đại đế sẽ nhàm chán như vậy sao? Ông, đúng lúc này, một đạo khí thức cường đại đột nhiên giáng lâm, mỗi người đều không tự chủ quỷ bái. Chỉ có hai người ngoại lệ, Lăng Hàn và Tưởng Lĩnh. Tưởng Lĩnh là chuẩn đế, hắn mang theo chữ đế nên có thể đối kháng đế uy. Một con cá lớn mọc cánh xuất hiện trên không trung, nó tỏa ra đế uy kinh người. Một trong 36 thần thú, doanh ngư đại đế người đột phá chuẩn đế doanh ngư đại đế mở miệng giọng nói ầm ầm như sấm sét cái gì mọi người chấn kinh lần nữa tại sao gia hỏa này lại là chuẩn đế tưởng lĩnh không phải nói gia hỏa này là thánh nhân lục tinh sao nhưng mà chuẩn đế cùng đại đế bọn họ tin tưởng ai khẳng định là đại đế tưởng lĩnh giật mình xấu hổ khó hiểu hắn trăm phần trăm khẳng định lang hàn trước đó là thánh nhân ngô tinh sau khi đột phá không phải lục tinh hay sao Tại sao lại thành chuẩn đế rồi? Có người từ thánh nhân ngũ tinh một bước nhảy lên chuẩn đế sao? Không thể nào, thân thể không thông qua 9 lần tịch diệt, làm sao từ cực mà sinh, bước vào chuẩn đế? Thế nhưng mà, chẳng lẽ đại đế sẽ nói dối? Cho nên, Lăng Hàn chắc chắn là chuẩn đế. Hắn vừa mới nói nhảm, nói Lăng Hàn chỉ là thánh nhân lục tinh, căn bản không có khả năng ngang hàng đại đế, chỉ trong nháy mắt đã có đại đế tự mình chứng minh, Lăng Hàn chính là chuẩn đế. Hắn mất mặt cỡ nào? Bất quá, chuẩn đế lại như thế nào, mang lên một cái chuẩn chữ, lại thế nào có thể là chân chính đại đế đối thủ. Lăng Hàn mỉm cười, lắc đầu, khoảng cách chuẩn đế còn kém một tia. Nếu không, người về trước, chờ lúc nữa ta sẽ trở thành chuẩn đế hoàn toàn. Hắn đã thức tỉnh một bộ phận thân thể, nhưng còn không có đạt tới hoàn toàn, cho nên, trạng thái của hắn bây giờ rất vi diệu, xen giữa thánh nhân và chuẩn đế. Nhưng nhiều lắm chỉ gần nửa ngày, hắn sẽ trở thành chuẩn đế chân chính. Người cho rằng, bản đế sẽ cho ngươi cơ hội như vậy. Doanh ngư đại đế cười lạnh, lăng hàn cười một tiếng, tại sao lại không chứ, ngươi là đại đế, còn e ngại cái gì sao? Hừ, hoa ngôn xảo ngữ, doanh ngư đại đế không hề nói nhảm, hắn dương cánh ra, vô số ánh sáng chém về phía lăng hàn. Đó là lân phiến, mỗi lân phiến đều mang theo quy tắc cửu tinh, đó là quy tắc trí cao nghiền ép vạn vật. Lăng hàn thét dài một tiếng, hắn xuất quyền đánh vào bầu trời. Một quyền này, 99 đạo quy tắc quấn quanh, còn có lực lượng khó nói thành lời. Bành, lực quyền sôi sục, cảnh tượng làm người ta líu lưỡi xuất hiện, chỉ thấy lân phiến vỡ vụn và bay đầy trời. Doanh ngư đại đế đánh một kích phá hư gian phòng, nhưng mà, khu vực lăng hàn đứng lại không hề bị ảnh hưởng. Hắn đấm ra một quyền hóa giải công kích khu vực hắn đứng phải thừa nhận. T, tất cả mọi người hít khí lạnh, vẻ mặt không dám tin đại đế xuất thủ lại không công mà lui. Trời ơi, tưởng lĩnh sợ hãi, hắn không ngờ lăng hàn mạnh như thế. Gia hỏa này thật sự từ thánh nhân ngũ tinh trực tiếp nhảy lên thành chuẩn đế. Trời, 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 hư, doanh ngư đại đế xuất thủ lần nữa, hưu hưu hưu, càng nhiều vải cá từ trên trời giáng xuống, hơn nữa uy lực càng bá đạo hơn trước. Lần này, doanh ngư đại đế mới thật sự quyết tâm. Lăng hàn hét lớn một tiếng, năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang đồng thời vận chuyển đối kháng công kích. Bành bành bành, công kích đầy trời đều biến mất, nhưng lăng hàn cảm giác áp lực lớn như núi. Hắn vẫn không bằng doanh ngư đại đế. Nếu nói rõ về thực lực, hắn không yếu hơn Đế binh, hắn không bằng Tuyệt Địa chi chủ chưa thức chưa thức tỉnh, sau đó là 36 thần thú, mạnh nhất là Tuyệt Địa chi chủ đã thức tỉnh. Lăng Hàn bây giờ đang ở đoạn yếu nhất, hắn chỉ sánh ngang Đế binh mà thôi. Yếu sao? Chương 5252, Chiến đại đế. Từ chiến lực mà nói, Lăng Hàn còn hơi yếu, dù sao hắn không thể đối kháng đại đế chân chính. Nhưng mà, từ góc độ khác mà nói, Lăng Hàn đã mạnh tới mức không có thiên lý vừa tiến vào chuẩn đế đã có thể miễn cưỡng ngang hàng đại đế, việc này còn thiên lý hay không? Nhưng Lăng Hàn cũng không có thất vọng, bởi vì, hắn còn chưa kết thúc thức tỉnh, thực lực của hắn đang tăng lên. Hơn nữa, còn có một việc trọng yếu hơn, mặc dù Lăng Hàn đã mò tới cánh cửa đế cảnh, nhưng bởi vì thân ở bên trong vực sâu nguyên thủy, hắn không thể thu thành quy tắc cửu tinh. Tại sao đế cường đại? Không phải bởi vì nắm giữ quy tắc cửu tinh sao, đây là thực lực nghiền ép tất cả. Đại đế một lời như pháp chỉ thiên địa, đây chính là lực lượng quy tắc cửu tinh. Hiện tại, Lăng Hàn còn chưa tiếp xúc với quy tắc cửu tinh, tự nhiên cũng không cách nào nắm giữ, từ đó thực lực chuẩn đế của hắn hơi yếu. Không sao, chỉ cần hắn ổn định cảnh giới, lại nắm giữ quy tắc cửu tinh, khi đó thực lực của hắn sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, hắn có lẽ có thể lên cấp thứ ba, ngang hàng tuyệt địa chi chủ chưa thức tỉnh. Hơn nữa, cho dù Lăng Hàn thật sự bước vào chuẩn đế, hắn cũng là ngũ tinh, còn có không gian tăng lên thật lớn muốn nói hắn chỉ là chuẩn đế trung giai có thể đè đánh đại đế ha ha khi đó đại đế cũng không đáng tiền một thời đại mới chỉ có thể xuất hiện một bá chủ nhưng dù lăng hàn không địch lại đại đế hắn vẫn có thể hoàn thủ cũng không chết đây là việc làm mọi người khiếp sợ khó nói thành lời trời ạ à, đây là tên quái vật gì thế doanh ngư đại đế liên tục oanh kích uy áp đại đế bộc phát hoàn toàn nhưng mà chiến lược của lăng hàn không tầm thường thể phách cường hoành hắn có thể chống đỡ rất lâu đến lúc này Rốt cuộc Lăng Hàn cũng nắm giữ thực lực đối kháng chính diện với đại đế, mặc dù hắn vẫn lâm vào hạ phong. Oanh, 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 hai chiến lực đế cấp bộc phát đại chiến, cho dù thành thị kiên cố cũng lung lay sắp đổ. Có thể chống cự chiến đấu cấp chuẩn đế, thậm chí trực tiếp oanh kích vào cũng chỉ gãy một hai khúc trường thành, nhưng mà, đối mặt chiến lực đế cấp chân chính, cho nên kiến trúc cũng mất đi tác dụng. Đế, mạnh nhất thiên hạ, sóng xung kích vô tình nghiền ép, từng phòng ốc ngã đổ. Theo lý mà nói, thực lực xoay ngư đại đế hơn Sa lăng hàn khi đó chân long đại đế xuất thủ gần như có thể đè đánh tuyệt địa chi chủ hiện tại thực lực lăng hàn không yếu hơn tuyệt địa chi chủ cấp thứ nhất hắn lại không phải đối thủ của doanh ngư đại đế trên lý luận thì đúng thế nhưng lăng hàn nắm giữ năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang hắn vẫn có uy hiếp rất lớn với đại đế lại thêm doanh ngư đại đế cũng biết trong tay lăng hàn còn có tử vong hàn thủy hắn sẽ kéo dài khoảng cách không dám bước bách quá mức từ đó cũng lưu cho lăng hàn không gian sung túc hơn nữa theo thời gian trôi qua, hắn cách trở thành chuẩn đế chân chính càng ngày càng gần, thực lực của hắn cũng tăng lên. Đây là kỳ tích chưa từng xuất hiện trong lịch sử, chuẩn đế ngang hàng đại đế, đối kháng chính diện không chết. Trời ạ, à, mọi người ngơ ngác nhìn, mỗi một đều cảm thấy chết lặng, đầu óc trống rỗng oanh oanh, oanh, cả tòa thành thị sụp đổ. Lăng Hàn cảm thấy sảng khoái, đến một bước này, rốt cuộc hắn không cần e ngại bất cứ người nào. Cho dù chiến lực của hắn không bằng đối phương, nhưng đã không cần thấy vừa nhìn thấy đã bỏ chạy chật vật. Hai ngày sau liền có một đạo khí tức cường đại ập tới, lại là một tên đại đế đến. Thần thú, cự giác thuộc về khu vực thứ ba. Oanh, vị đại đế vừa mới xuất hiện, hắn không nói hai lời đã xuất thủ tấn công lăng hàn. Hai tên đại đế, lăng hàn yêu nghiệt hơn nữa cũng chưa vừa bước vào chuẩn đế mà thôi, cảnh giới còn chưa vững chắc, hắn làm sao có thể đối kháng hai tên đại đế? Bởi vậy hắn không do dự nữa, trực tiếp xoay người chạy đợi hắn vững chắc cảnh giới tu ra quy tắc cửu tinh đến lúc đó hắn mới có tư cách ganh đua chân chính với đại đế rút lui hai đại đế đồng thời triển khai truy kích nhưng mà sau khi lăng hàn bước vào chuẩn đế phượng dực thiên tường gia tăng tốc độ của hắn lên một bậc thậm chí hắn còn nhanh hơn hai đại đế một đường bởi vậy lăng hàn vừa phá vây mặc dù hai tên đại đế đuổi theo không bỏ thế nhưng lăng hàn vẫn kéo dài khoảng cách trừ phi xuất hiện thiên địa phong bạo nếu không bọn họ tuyệt đối không theo kịp lăng hàn Đáng tiếc, chuyện như vậy cũng không có phát sinh, không bao lâu, bọn họ đã mất dấu Lăng Hàn, Lăng Hàn ngừng lại, tìm một chỗ và tiếp tục bế quan. Hắn cần vững chắc cảnh giới hoàn toàn, chỉ mất gần nửa ngày, Lăng Hàn đã hoàn toàn thức tỉnh một bộ phận thân thể. Chuẩn đế ngũ tinh, hắn vừa đột phá đã là chuẩn đế ngũ tinh, từ xưa đến nay cũng chỉ có một mình Lăng Hàn mà thôi. Hắn không có vội vã đứng lên, mà là tiếp tục ngồi xếp bằng, bởi vì hắn phát hiện có một vấn đề lớn có lẽ không thể gọi là vấn đề thánh nhân đến chuẩn đế thân thể tịch diệt được thức tỉnh tất cả sẽ đối ứng với nhau thánh hỏa cũng bị dập tắt đây không phải lui bước mà là thánh hỏa đã hoàn toàn dung hợp với thân thể tăng thêm một phần chiến lược phải biết thánh nhân từng bước một tới chuẩn đế thân thể tịch diệt cũng được ôn dưỡng lớn mạnh thánh hỏa cho nên sau khi thánh hỏa dung hợp với thân thể thực lực bản thân tăng lên cực lớn thế nhưng mà thánh hỏa của lăng hàn vẫn còn ở đó a à, không đúng không phải nói là thánh hỏa vẫn còn hắn có thể khẳng định mình quả thật rút lấy năng lượng thánh hỏa kết hợp lại với bản thân nhưng mà lại có một bộ phận không thể dung hợp đó là bởi vì hạt giống thánh hỏa sao lăng hàn giơ tay lên oanh thánh hỏa bốc cháy trong tay của hắn nhưng lần này hắn không còn cảm giác thánh hỏa có xu thế giảm bớt nói cách khác hắn dùng mãi không hết có thể vận chuyển liên tục bởi vì là một thể uy năng cũng tăng lên hay sao lăng hàn vừa nghĩ như thế hắn vận dụng năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang, hiện tại hắn không kiêng kỵ thi triển lá bài tẩy, uy lực có thể tăng lên kinh khủng cỡ nào. A, à, thời điểm dùng đến năng lượng hủy diệt, chuyện quỷ dị phát sinh, nó lại dung hợp với thánh hỏa. Trong nháy mắt, nguyên bản thánh hỏa màu xanh lá lập tức biến thành màu đen. Không không không, đây không phải màu đen, bản thân càng giống hắc ám, đại biểu cho hủy diệt vô tận. Lăng Hàn có thể cảm ứng rõ rệt, sau khi dung hợp, năng lượng hủy diệt càng đáng sợ hơn. Dường như là càng tinh thuần Lăng Hàn suy nghĩ một chút, hắn cho rằng hạt giống thánh hỏa có chung nguồn gốc với năng lượng hủy diệt, cho nên, bọn chúng mới có thể dung hợp, sau khi dung hợp, bọn chúng càng tiếp cận bản nguyên, uy lực mới có thể mạnh lên. Bản nguyên này chính là, hủy diệt, bỗng nhiên Lăng Hàn nghĩ đến, thiên địa đại đạo do bốn cơ sở tỏa thành, sáng tạo, hủy diệt, sinh mệnh, tử vong. Hiện tại, hắn nắm giữ chẳng lẽ chính là yếu tố hủy diệt trong cơ sở của thiên địa hay sao? Chương năm 1253, đến gặp, trên tay Lăng Hàn xuất hiện loại năng lượng này, hắn chạm nhẹ vào mặt đất, những nơi đi qua, mặt đất xuất hiện vết lõm. Ở trong quá trình này, kỳ thật bản thân Lăng Hàn cũng không có sử dụng lực lượng gì, hắn chỉ tùy tiện ấn một cái mà thôi. Lực ăn mòn thật đáng sợ, không, đây không thể ăn mòn, bởi vì ăn mòn sẽ biến vật thể thành chất lỏng hoặc khí thể, nhưng đây chỉ là vật chất biến hóa hình thái. Đây mới là bản chất của năng lượng hủy diệt, trực tiếp làm vật thể hóa thành hư vô, biến mất triệt để. Sáng tạo đối ứng là hủy diệt đây là lực lượng gì ân việc này vượt qua phạm trù quy tắc là một trong những cơ sở của thiên địa yếu tố lang hàn hơi kích động đây là năng lực đại đế cũng không cách nào nắm giữ hiện tại hắn còn chưa thành đế đã có thể vận dụng hắn có cảm giác đây không phải yếu tố hủy diệt mạnh nhất nó chỉ là cơ sở mở đầu mà thôi năng lượng hủy diệt hạt giống thánh hỏa đều là mở đầu của một chi nhánh lang hàn nghĩ đến sinh mệnh thạch năng lượng hủy diệt hẳn là đám người vô nhai đại đế lấy ra mà hạt giống thánh hỏa đến từ thanh trúc nữ đế, điểm tương đồng chính là chúng đến từ vực sâu nguyên thủy, cũng là thứ giúp tiêu trừ đại nguy cơ của thời đại này. Nói cách khác, đại đế bình thường đã không thể chấn áp hắc ám, nhất định phải mạnh hơn. Lăng Hàn gật đầu, mặc dù hắn chưa từng xem chính mình là anh hùng, nhưng ở thời khắc như vậy, hắn nhất định phải đứng ra, việc nhân đức không nhường ai. Hiện tại, tiếp tục đi tới, hắn đứng lên, dõi mắt nhìn phương xa hắn phải xuyên qua khu vực tầng này tiến vào khu vực hạch tâm của vực sâu nguyên thủy tìm kiếm đám người vô nhai đại đế hắn muốn biết địch nhân của vô nhai đại đế là ai lại nói nơi này không có thiên địa quy tắc lăng hàn cũng muốn tìm kiếm vật chất thủy nguyên từ đó tìm hiểu ra quy tắc cửu tinh khi đó chiến lược của mình sẽ tăng thêm một bước cho dù không thể ngộ ra quy tắc cửu tinh hắn có thể thức tỉnh thân thể bước vào chuẩn đế lục tinh lăng hàn tin tưởng nếu hắn trở thành chuẩn đế cửu tinh chỉ ít không thể yếu hơn thần thú đại đế, chiến lực có thể tăng thêm hai cấp. Lần này, hắn không hề đi vòng, cho dù gặp được đại đế, hắn cũng có thể đối kháng chính diện, thong dong rút lui. Đã là đế cấp, hắn còn sợ ai, nhưng mà, ở trong vực sâu nguyên thủy, đại đế tuyệt đối không phải uy hiếp lớn nhất. Thiên địa phong bạo mới là mạnh nhất, không tới mấy ngày, một trận bão tố không có dấu hiệu báo trước giáng lâm, cho dù Lăng Hàn đã có chiến lực đại đế, đối mặt với phong bạo như thế hắn cũng phải đi tìm nơi trốn thật là đáng sợ mỗi một giọt nước mưa đều nặng không gì sánh bằng cũng làm lăng hàn kêu đau hắn đành phải vận dụng hỗn độn cực lôi tháp thủ hộ chính mình trước mắt hắn không có thể phách sánh bằng mẫu kim hắn vừa tránh né mưa gió lăng hàn cũng tiến hành rèn luyện hỗn độn cực lôi tháp hắn đã nắm giữ chiến lược đại đế hắn có thể thăng cấp hỗn độn cực lôi tháp thành đế binh không nhưng mà hỗn độn cực lôi tháp không có năng lượng hủy diệt cũng không có khả năng nắm giữ đại đạo quang khi mất đi hai bộ phận này hỗn độn cực lôi tháp miễn cưỡng nắm giữ chiến lược đế cấp, nhưng nó lại là hạng chót trong hàng ngũ đế binh. Cho dù ta nắm giữ một tia quy tắc cửu tinh, nhưng bởi vì chỉ có một tia, cũng không cách nào trợ giúp mẫu kim tăng cấp, cho nên không mạnh hơn bao nhiêu. Thứ này đủ chân áp chuẩn đế, nhưng mà, muốn đối kháng đại đế, ta vẫn còn kém một chút trừ phi có đầy đủ sáng tạo chi kim, thời điểm ta thành tựu đại đế, hỗn độn cực lôi tháp sẽ thăng cấp thành siêu đế binh. Như vậy hỗn độn cực lôi tháp sẽ dung hợp với ta tăng thêm sức mạnh, có thể nói là phụ trợ rất tốt. Cơ duyên như vậy, chỉ có thể đi vào khu vực hạch tâm của vực sâu nguyên thủy tìm kiếm. Sau khi tránh thoát thiên địa phong bạo, Lăng Hàn tiếp tục đi tới, tốc độ của hắn nhanh cỡ nào. Phát động phượng dực thiên tường, tốc độ của hắn nhanh ít nhất gấp 10 lần. Ba ngày sau, một tòa thành lớn xuất hiện trước mặt. Chỉ từ vẻ ngoài của thành trì, Lăng Hàn không biết do đại đế nào tỏa chấn, bởi vì có rất nhiều thần thú có bốn chân, sừng dài, lưng có gai, mà thành thị không thể xây quá giống nhau đây chính là vực sâu nguyên thủy, lấy ở đâu ra nhiều kiến trúc sư như vậy. Lăng Hàn chắp tay sau lưng và tiến vào thành, không thể nghi ngờ, đây là thời điểm hắn trang bức. Đáng tiếc, đám đại cầu cầu không có mặt ở đây. Ai, cảm giác tiếc núi không khác gì mặc áo gấm về làng lúc đêm khuya. Mấy bước mà thôi, Lăng Hàn đã đi tới cửa thành. Ngươi là người phương nào, lập tức có người quát mắng, đây là một tên thủ vệ thánh cấp. Lăng Hàn cười nói, đập phá quán, cái, cái gì, Thủ vệ kia sững sờ, hắn ngạc nhiên không nói thành lời. Đây chính là đại đế trấn giữ địa phương, người chạy tới đập phá quán. Thật không biết nên nói người dũng cảm hay là ngu xuẩn. Người đến cùng là ai? Thủ vệ kia lớn tiếng nhắc lại, Lăng Hàn chỉ vào chính mình, lẽ ra ta hiện tại rất nổi danh, tại sao cần giới thiệu? Môn đồ đại đế, thủ vệ kia nói với Lăng Hàn, dù sao, trên người Lăng Hàn không có mặc hộ giáp, lại có thể đi từ ngoài vào thành, hiển nhiên hắn có tu vi chuẩn đế lăng hàn lắc đầu sai hắn lười nhác nói nhảm hắn điểm ra một chỉ đánh bay toàn bộ cửa thành oanh âm thanh chấn động vang lên liên tục tường thành cũng ngã đổ rất nhiều nơi hiển lộ hết uy lực của đế cấp lớn lớn mật thủ vệ kia gào to nhưng giọng nói của hắn lại run rẩy trời ạ à, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào hiu 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 từng bóng người bay ra khỏi thành a à, không có đại đế lăng hàn cảm thấy kỳ quái dường như không có đại đế xuất hiện như dự kiến trừ phi hắn dùng thần thức xâm lấn kinh động đến đại đế thần thú đại đế bình thường đang làm gì ngủ ngon sao ngươi là người phương nào một tên thanh niên đi ra hắn không lộ khí thế nhưng lại tỏa ra bá khí đáng sợ chuẩn đế hắn chính là môn đồ đại đế nơi đây trang học thạch ta lăng hàn cười một tiếng lăng hàn ngươi chính là lăng hàn trang học thạch đầu tiên là giật mình sau đó là vui mừng lẫn sợ hãi ha 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 các vị đại đế đang tìm ngươi khắp nơi không nghĩ tới ngươi còn tự chui đầu vào lưới. Ách, tin tức của ngươi có lạc hậu quá hay không? Lăng Hàn cảm thấy buồn bực, hắn rõ ràng đã có chiến lược đế cấp, vì cái gì còn bị người ta xem nhẹ. Những thần thú đại đế này đúng là, lại không phổ cập tư liệu của hắn, chẳng phải đối phương có chủ tâm không cho hắn trang bức hay không. Nhưng luôn trang bức cũng nhàm chán, trong nháy mắt, Lăng Hàn đã suy nghĩ rất phong phú. Chương năm 1254, Trân Hoàng Thành. Đã tới thì không cần đi, trang học thạch từ tốn nói hắn cũng không chỉ nói mà thôi hắn vươn tay bắt lấy lăng hàn lăng hàn mỉm cười bất kính với bản đế người biết có hậu quả gì không hừ mọi người cùng là chuẩn đế ta còn gì phải sợ trang học thạch khinh thường nói trong tư liệu hắn biết lăng hàn có chiến lược chuẩn đế đối với hắn mà nói chiến lược chuẩn đế không phải thu vi chuẩn đế hay sao chẳng lẽ thánh nhân còn có thể nắm giữ chiến lược chuẩn đế ha ha thật sự là trò cười oanh quy tắc hóa thành bàn tay lớn đã bắt lấy lăng hàn năm ngón tay đều là do quy tắc bát tinh tạo thành nhưng trong đó có một tia quy tắc cửu tinh không nên coi thường sợi quy tắc cửu tinh nhỏ như sợi tóc cũng bởi vì nó tồn tại cho nên mới giúp chuẩn đế vượt qua thánh nhân cũng từ đó liên quan tới chữ đế ha ha không gì hơn cái này trang học thạch đã bắt lấy lăng hàn hắn cất tiếng cười to kẻ ngu xuẩn như vậy mà đại đế xuất thủ nhiều lần không thể bắt hay sao ách thật không biết những đại đế kia xảy ra chuyện gì không hổ là trang đại nhân trang đại nhân huy vũ. ha ha ở trước mặt trang đại nhân của chúng ta thiên tài nghịch thiên cũng phải cúi đầu xưng thần người xung quanh đều nịnh nọt nhưng mà một chuẩn đế chiến lược ngập trời bọn họ khen như thế cũng không quá mức lang hàn cũng phất tay vỗ tay ba 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 âm thanh rất thanh thúy cái này tất cả mọi người cảm thấy người này có bệnh tâm thần người là tù nhân tham gia náo nhiệt làm gì a à, ta tẻ ngắt sao lang hàn cười nói hư còn dám ba hoa?" Trang Học Thạch cười lạnh nói, năm ngón tay siết chặt, hắn muốn hành hạ Lăng Hàn. Bành, nhưng mà, hắn vừa siết chặt thì đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì năm ngón tay của hắn vỡ nát, cái gì? Có rất nhiều người nhìn thấy việc này, từng người lộ ra thần sắc không dám tin tưởng. Tại sao lại như thế? Lăng Hàn không phải đã bị chế trụ sao? Nhưng vì cái gì lại là Trang Học Thạch bị đánh nát ngón tay? Mặc dù chỉ là quy tắc huyễn hóa, Lăng Hàn mỉm cười, có phải rất giật mình không? Ngươi, Trang Học Thạch nhíu mày, đây là việc hắn không cách gì tưởng tượng nổi, hắn là chuẩn đế, tại sao đối phương mạnh hơn hắn nhiều như thế? Ai, Lăng Hàn thở dài, hắn lấy Hỗn Độn Cực Lôi Tháp ra, tiện tay đập lên thân Trang Học Thạch. A, à, Trang Học Thạch kêu la thảm thiết, hắn nằm sấp trên mặt đất, lúc hắn muốn bỏ dậy, Hỗn Độn Cực Lôi Tháp kỳ vô cùng nặng nề đè xuống, hắn không chịu nổi. Phải biết, Hỗn Độn Cực Lôi Tháp hiện tại đã là đế binh, bị đế binh đè lên gần như thế, chuẩn đế còn có thể xoay người sao? Nói giỡn, tất cả mọi người cảm thấy ra đầu tê dại, còn mờ mịt khó hiểu. Trên lưng trang học thạch chỉ bị tòa tháp đè ép, tại sao hắn không bỏ dậy nổi? T, gia hỏa này là ai? Trang học thạch càng phẫn nộ, hắn cũng giật mình, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi. Đối thủ này quá nghịch thiên. Hắn phát ra thần niệm, không biết đang cầu cứu đại đế nào. Ông, lập tức, một đạo khí thế đáng sợ bao trùm, mọi người cảm thấy kính nể từ nội tâm. Rốt cuộc thần thú đại đế hiện thân. Lăng Hàn nhìn thoáng qua, hắn mới biết được nơi này còn có thần thú chấn giữ. Liệt Thiên Hủy, không nghĩ tới, ngươi còn dám chạy tới nơi này. Liệt Thiên Hủy đại đế từ tốn nói, hai cánh mở ra và chém về phía Lăng Hàn, quy tắc cửu tinh quấn quanh, một kích này khủng bố khó có thể hình dung. Dù sao cũng là cấp thứ hai, Lăng Hàn xuất quyền nghênh đón hắn vận dụng uy năng của năng lượng hủy diệt. Bành, hai chiến lực đại đế va chạm, Lăng Hàn bị đánh bay ra ngoài, nhưng cái cánh của Liệt Thiên Hủy đại đế bị thiếu một đoạn, cái này, mọi người cảm giác đầu óc như nổ tung, đây chính là đại đế, thế mà bị thương, mặc dù bị thương không nặng, thậm chí không tính là tổn thương nhưng cũng làm mọi người sợ hãi. Ai từng thấy đại đế bị thương, lại nói, đã thương đại đế, lại là một tên chuẩn đế, lúc nào chuẩn đế có thể tranh phong với đại đế hay sao? Trang học thạch sợ ngây người, hắn thế mới biết, vì cái gì chính mình không ngăn nổi một chiêu của Lăng Hàn. Hắn có chiến lược ngăn cản một chiêu của đế cấp mới là lạ. Liệt thiên hủy đại đế nhướng mày, đáng chết, người lại nắm giữ một bộ phận yếu tố hủy diệt. Những lão gia hỏa đáng chết, luôn luôn thêm phiền, hắn hét lớn một tiếng, tiếp tục xuất thủ với Lăng Hàn, nhưng mà, lần này hắn đã kéo dài khoảng cách, không tiếp tục vật lộn cận thân với Lăng Hàn. Không có việc gì, đại đế cường đại cỡ nào, cho dù kéo dài khoảng cách, nhưng uy lực cũng lớn tới mức ngập trời, tùy tiện cũng có thể trấn áp chuẩn đế. Đáng tiếc là, mặc dù cảnh giới Lăng Hàn là chuẩn đế, nhưng chiến lược của hắn lại là cấp đại đế oanh 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 lang hàn không ngừng hóa giải công kích của liệt thiên hủy đại đế mặc dù có phần lâm vào hạ phong nhưng tình huống cũng không quá kém dù sao liệt thiên hủy đại đế cũng kiêng kỵ lực lượng hủy diệt thậm chí còn có tử vong hàn thủy lang hàn cao mày hắn xuất ra hư chiêu đến ông hỗn độn cực lôi tháp bay ra và hóa thành lôi đình màu trắng tấn công liệt thiên hủy đại đế hiện tại tương đương với hai tên đại đế hợp kích cho dù hai tên đại đế thực lực đều quá yếu, đều có chiến lực cấp thứ tư, cấp thứ ba, cả hai hợp lực vẫn có thể áp chế liệt thiên hủy đại đế. Lăng Hàn lắc đầu, không được, thực lực không tăng lên trên diện rộng, hắn vẫn không thể đối kháng với thần thú đại đế. Dù sao cũng là cấp thứ hai, Lăng Hàn thét dài một tiếng, bắt đầu phá vây. Người chạy không được, liệt thiên hủy đại đế quát lớn và đuổi theo. Ha ha, không phục, cứ đuổi theo. Lăng Hàn cười nói, hắn phát động phượng dực thiên tường, Tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người. Liệt Thiên Hủy Đại Đế đuổi theo nhưng vẫn bị Lăng Hàn bỏ xa. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại. Hắn đứng yên không động nhưng mí mắt đang run rẩy, hắn phát ra chấn động vô hình liên hệ với phương xa. Lăng Hàn không ngừng tìm kiếm vật chất thủy nguyên, chỉ cần lại đạt được một ít vật chất thủy nguyên, tái hiện đại đạo, hắn có thể rút ra quy tắc cửu tinh, như vậy, chiến lực của hắn có thể tăng vọt, nói không chừng hắn có thể bước vào chuẩn đế lục tinh. Đáng tiếc vật chất thủy nguyên ít đến thương cảm mà hắn lại một lòng tiến lên phía trước cho nên làm sao mà tìm xuyên qua từng tầng khu vực trải qua các loại thiên địa phong bạo lăng hàn đột phá khu vực tầng thứ ba hắn đi tới trước một tòa thành chân hoàng lăng hàn kinh ngạc nhìn về phía trước đó là tòa thành như phượng hoàng đứng dương cánh ách hắn gặp chân hoàng ở nơi nào hắn nghĩ tới nếu gặp được chân hoàng đại đế vậy song phương thi triển phượng dực thiên tường hắn là đối thủ sao dù sao Phượng Dực Thiên Tường là do chân hoàng sáng tạo. Nếu như bị chân hoàng đại đế ép, sau đó bị các thần thú đại đế khác giáp công, vậy thì hắn không dễ chịu. Chương 1255, lại gặp đế thi. A, à, đang lúc Lăng Hàn đang suy nghĩ, hắn đang suy nghĩ nên dùng phương thức nào vượt qua thành chân hoàng, đột nhiên có hai tên mặc chiến giáp thanh đồng bước ra. Một lúc sau, hai người này đã tới gần hắn Lăng Hàn ho khan một tiếng, hắn nhảy xuống khối đá lớn. Ngươi, hai người kia giật mình sau đó lập tức biến thành cung kính cùng nhau ôm quyền nói bái kiến đại nhân có thể không mặc chiến giáp ở bên ngoài tất nhiên chính là chuẩn đế môn đồ đại đế lăng hàn cười một tiếng cởi chiến giáp ra a à, hai người kia ngây người đây là tình huống như thế nào ngươi là môn đồ đại đế cần chiến giáp làm gì còn tốt hai người này không có suy nghĩ lăng hàn là biến thái đại nhân không có chiến giáp chúng ta không thể thừa nhận siêu trọng lực sẽ chết một tên thánh nhân yếu ớt nói, "Lăng Hàn mỉm cười, ta là Lăng Hàn, kẻ bên ngoài cần chiến giáp của các ngươi trà trộn vào trong thành." Hai tên thánh nhân nhìn nhau, bọn họ đều khiếp sợ. Đoạn thời gian gần đây, cái tên Lăng Hàn không ngừng vang lên bên tai, đây là người đáng sợ mà các đại đế đều muốn tiêu diệt. Hiện tại, người này đang sống sờ sờ trước mặt của mình, bọn họ có thể không kinh hãi hay sao? Chạy, hai người vội vàng chạy về hướng thành chân hoàng, loại tồn tại mà đại đế cũng giết không chết bọn họ không có tư cách đối kháng, chỉ có thể chạy. Lăng Hàn vận dụng ý niệm, bành bành, chỉ thấy hai tên thánh nhân ngã xuống mặt đất, khí thức đoạn tuyệt. Sau khi trở thành chuẩn đế, sát khí xung kích càng đáng sợ, đừng nói thánh nhân, cho dù là chuẩn đế cũng có thể dùng ý niệm chém giết. Lăng Hàn đi qua, hắn cởi chiến giáp của hai người sau đó mặc lên người mình. Sau khi trở thành chuẩn đế, chiến giáp không có hiệu quả tăng phúc chiến lực. Không việc gì, hắn chỉ dùng che giấu thân phận mà thôi. Thời điểm đang đi, hình dáng tướng mạo của Lăng Hàn cũng phát sinh biến hóa, hắn biến thành một tên thánh nhân vừa nãy. "A, à, Triệu Đông, tại sao ngươi trở lại?" Cửa thành lập tức có người hỏi. Lăng Hàn cười một tiếng, lấy một ít đồ, muốn trở về gỡ xuống. "Tốt, tốt, tốt." Thủ vệ gật đầu, hắn không chút nghi ngờ. Lăng Hàn vào thành, tự nhiên đi thẳng tới cửa thành bên kia, tùy tiện tìm lý do đi ra khỏi thành. Có thể nói, hiện tại trong 36 thần thú duy nhất có thể uy hiếp hắn cũng chỉ có chân hoàng đại đế. Dù sao, đối mặt với đại đế khác, đánh không lại có thể chạy, nhưng gặp gỡ chân hoàng đại đế, hắn chạy được hay không còn là vấn đề cần bàn lại. Dù là đại đế nơi này đều có vấn đề, nhưng vẫn có đặc sắc, có lẽ chân hoàng vẫn bảo lưu tốc độ siêu nhanh. Sau khi ra khỏi thành, lang hàn cũng không dừng lại, hắn phát động phượng dực thiên tường bay đi, tốc độ nhanh tới mức kinh người. Hắn tràn đầy chờ mong, mình đã đột phá ba tầng phong tỏa, như vậy, phía trước hẳn là khu vực hạch tâm của vực sâu nguyên thủy, lúc đó có thể nhìn thấy Vô Nhai đại đế, đấu chiến thánh hoàng, Thiên Bổng yêu vương. Tất cả bí mật sẽ được giải đáp, nhưng mà, sau khi Lăng Hàn đi 5 ngày, hắn mới phát hiện dù đã thông qua được phong tỏa ba tầng, nhưng vực sâu nguyên thủy vẫn to không hợp thói thường. Chỉ ít, 5 ngày qua, hắn vẫn đi trên hoang nguyên. Tốc độ của đại đế nhanh cỡ nào, mà tốc độ Lăng Hàn của tuyệt đối là số 1 trong đại đế. Hoang nguyên tử khí bừng bừng, đừng nói sinh mệnh hắn không nhìn thấy một khối đá. Bỏ ra gần hai tháng, Lăng Hàn cũng thông qua khu vực này, sau đó, phía trước lại xuất hiện sa mạc. Hắn không chút do dự tiến lên, người mang chiến lược đại đế, hắn tự nhiên không cần phải sợ. Một chuyến này lại mất mấy tháng. Hả, đột nhiên Lăng Hàn nhìn thấy, phía trước có vật thể to lớn vắt ngang, hắn lại đi thêm một đoạn, hắn lại kinh ngạc phát hiện, đó là cái lưng nằm ngang. Quá lớn, cho dù nằm trên mặt đất nhưng độ cao vẫn vượt qua 10 vạn trượng, mà độ rộng lại càng kinh khủng khí thức đế cấp lang hàn lập tức cảm ứng được thi thể tỏa ra khí thức đại đế yếu ớt không phải chuẩn đế mà là đại đế chân chính hắn tăng thêm tốc độ tới gần thi thể đây là một tên nam tử thi thể không có mục nát hơn nữa vẫn duy trì trạng thái còn sống có thể nhìn ra được người này đã rất già mày trắng râu bạc trắng thậm chí còn mọc đầy vết đồi mồi không có một tia khí thức tiên phong đạo cốt của đại đế lang hàn hiểu ra đây là đại đế lúc tuổi già chạy tới vực sâu nguyên thủy tìm kiếm trường sinh Kết quả còn chưa có thu hoạch thì thọ nguyên khô cạn, chết tại nơi này. Hắn cảm khái, đại đế từng vô địch thiên địa thì thế nào, trước mặt đại nạn đều là bình đẳng. A, à, Lam Hàn phát hiện, trong người đại đế còn có một tia tàn hồn. Phải biết, đại đế một khi hóa đạo, linh hồn sẽ kết hợp với thiên địa, không có khả năng tiến vào âm phủ, có thể lưu lại một tia linh hồn cần phải trả cái giá thật lớn. Theo lý mà nói, tên đại đế này rõ ràng đã khô cạn thọ nguyên mà chết, như vậy lúc cuối sinh mệnh, Hắn làm sao có năng lượng mà lưu lại tàn hồn Không đúng, Lăng Hàn phát hiện Đạo tàn hồn này không phải đại đế muốn lưu lại tin tức gì cho đời sau Mà là tàn hồn chân chính, nó tỏa ra khí tức hỗn loạn Nhưng vào lúc này, đại đế đã nhúc nhích một chút Khốn kiếp, sắp chết vùng dậy Lăng Hàn biết rõ, sợi tàn hồn cảm ứng được hắn nên kích phát bản năng của đại đế Oanh, một bàn tay đánh tới như bao phủ trời và đất Lăng Hàn xuất quyền ngăn cản Banh, bàn tay đại đế bị phản chấn trở về mà Lăng Hàn lại không nhúc nhích. Dù sao cũng là đế thi, bên trong có tàn hồn nhưng ít đến thương cảm, cho nên làm sao có thể phát huy một phần chiến lược của đại đế. Một phần ngàn, một phần vạn, chân áp chuẩn đế dư sai, nhưng đối đầu với Lăng Hàn, ha ha. Nhưng mà, đại đế thì chỉ chiến đấu dựa vào bản năng, một kích thất bại cũng sẽ không nuôi bước, mà là bắt đầu oanh tạc. Nếu như Lăng Hàn toàn lực xuất thủ, đại đế thì chỉ còn lại có bản năng tiêu chuẩn, hắn hoàn toàn có thể dùng năng lượng hủy diệt tiêu diệt. Nhưng mà, người có thể thành đại đế không dễ đây là bá chủ một thời đại lăng hàn cũng không muốn khinh nhờn thi thể tồn tại như thế cho nên hắn chỉ chống đỡ cũng không có phản kích nhưng một tia tàn hồn trong đại đế thi lại có thể đối kháng cường độ cao như thế qua nửa ngày đạo tàn hồn này cũng hao hết hồn lực hóa đạo quay về thiên địa oanh đế thi khổng lồ ngã xuống lăng hàn thở dài đưa hắn đưa tay phủi bay các hạt bụi bay tới gần cũng bao phủ lên thân đại đế đại đế một đời vô địch sau khi chết không thể thê thảm như vậy, chỉ phơi thây nơi hoang dã. Đáng tiếc, vị đại đế này lúc hóa đạo đã già đến không tưởng tượng nổi, hơn nữa lại không có mang theo đế binh, cho nên, Lăng Hàn không thể nhìn ra đạo hào của đại đế này. Nghỉ ngơi đi, Lăng Hàn mai táng vị đại đế này, hắn ngừng chân tưởng niệm một chút, sau đó tiếp tục lên đường. Hắn hơi xúc động, đã từng là đại đế vô địch một thời đại, hiện tại mai táng ở nơi này, thời điểm bỏ mình, bên người không ai tiến đưa chương 5256, diễn hóa yếu tố. Chưa đi bao xa, đột nhiên phía trước xuất hiện bão cát màu đen. Mẹ nó, Lăng Hàn cảm thấy mặt mũi tối tăm, bởi vì mỗi hạt cát trong bão cát mang theo năng lượng hủy diệt. Quá kinh khủng, phải biết, hạt cát nơi này có thể so với tinh thể, chỉ bão cát thông thường cũng rất đáng sợ, hiện tại lại thêm năng lượng hủy diệt. Ai chống đỡ được, đại đế cũng phải kêu khổ, rút lui rút lui rút lui, Lăng Hàn vội vàng lui lại, dù hắn cũng nắm giữ năng lượng hủy diệt cũng không dám ngạnh kháng còn tốt tốc độ của hắn rất nhanh thân hình lui lại cực nhanh tốc độ còn nhanh hơn bão cắt nhiều một đường rút lui thẳng đến khi đạt tới cực hạn cuối cùng bão cắt cũng không tiến thêm được nữa nó chỉ tàn phá bừa bãi tại chỗ sau đó uy lực dần dần biến mất cuối cùng đã kết thúc hoàn toàn lang hàn tiếp tục đi tới trong lòng vẫn mang theo kinh ngạc năng lượng hủy diệt không yếu tố hủy diệt nơi này sắp tiếp cận hạch tâm của vực sâu cho nên yếu tố cơ sở cũng xuất hiện. Hắn đi ra khỏi khu vực này, phía trước xuất hiện một phiến bình nguyên, nơi này tỏa ra sinh cơ giạt rào, động vật thực vật nơi này cái gì cần có đều có, mà Lăng Hàn nhìn ra xa một chút, hắn phát hiện những động vật này đều có cấp bậc chuẩn đế. Sau đó, thời điểm hắn nhìn ra xa, hắn thấy những động vật này ngã xuống, mà thực vật khô héo tàn lụi. Tử vong toàn bộ, một ý niệm mà thôi, thiên địa và địa ngục, sinh mệnh cùng tử vong. Lăng Hàn không dám tùy tiện đi vào khu vực kia, Mặc dù hắn có tu vi đại đế, nhưng chuẩn đế đều chết quỷ dị như vậy, hắn lại không muốn đi mạo hiểm. Nhưng chỉ trong nháy mắt, những động vật trước đó ngã xuống đều bò dậy, lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng, mà những thực vật kia lại tỏa ra sinh cơ vô hạn. Lang Hàn đã khiếp sợ thật sự, cũng không phải thời gian trôi qua quá nhanh, đang diễn hóa sinh mệnh tiến hóa, có sinh có tử, mà là sinh và tử lại diễn biến rất cực đoan sinh mệnh, tử vong, hai loại yếu tố thiên địa cơ sở hội tụ tại nơi này, khi thì mang đến sinh cơ vô tận khi thì mang tới khô héo tử vong lăng hàn nghĩ tới mình thì sao trong nháy mắt hắn ngã xuống nhưng tiếp theo hắn đứng lên cứ lặp lại như thế thế nhưng mà một sống một chết hắn còn có thể bảo tồn ký ức hay không hắn không muốn biến thành cái xác không hồn vĩnh viễn bị vây ở nơi này giam cầm đại đế nghe hoang đường nhưng nơi này chính là vực sâu nguyên thủy hoàn toàn có thể xảy ra chuyện như vậy lăng hàn đi vòng hắn cảm thấy trừ phi mình có thể nắm giữ yếu tố hủy diệt trạng thái hoàn toàn nếu không, hắn không thể ngăn cản sinh và tử. Hắn lách qua và đi tới. Sau khi đi được vài bước, hắn lại đột nhiên phát ra báo động mãnh liệt, bỗng nhiên hắn lui về phía sau, tốc độ của hắn nhanh tới cực hạn. Dù hắn là chuẩn đế, nhưng thân thể lại tan ra, đủ thấy hắn bạo phát tốc độ lui lại nhanh cỡ nào, cũng tạo thành phụ tải với thân thể lớn cỡ nào. Phía trước, thình lình xuất hiện ngọn núi không biết cao bao nhiêu. Nó đột nhiên xuất hiện không có dấu hiệu báo trước, nếu như Lăng Hàn không có kịp thời lui lại, hắn khẳng định sẽ ở trong lòng núi. Với kết cấu thiên địa kiên cố tại nơi này, nếu như bị kẹp trong lòng núi, hắn sẽ thừa nhận đè ép khủng bố bao nhiêu. Phải biết, bão cắt thông thường đánh tới, chuẩn đế lấy ra đế binh để đối kháng, như vậy, một ngọn núi đè ép sẽ là khái niệm gì? Chuẩn đế khẳng định chết ngay, đại đế sẽ chịu trọng thương. Vực sâu nguyên thủy khủng bố như vậy, nhưng vì cái gì một ngọn núi như quái vật to lớn đột nhiên xuất hiện. Mạnh như lang hàn lại không cảm giác được chút nào lăng hàn nhìn về phía núi lớn đây không phải ảo giác tuyệt đối là tồn tại chân thật việc này càng quỷ dị hơn lăng hàn khoanh chân ngồi xuống hắn tĩnh tâm quan sát ba ngày sau lại không có dấu hiệu nào ngọn núi này biến mất một cách vô căn cứ không chỉ như thế ngay cả bình nguyên cũng biến mất và hóa thành cái hồ lớn cái này lăng hàn nhe răng biến mất tới đột ngột biến mất cũng đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động đây là yếu tố sáng tạo cùng yếu tố hủy diệt sao xem ra hắn tiếp cận hạch tâm vũ trụ, bằng không thì bốn yếu tố không có khả năng hội tụ tại nơi này. Hắn lại đợi mấy ngày, chỉ thấy cái hồ lớn biến mất, nơi này xuất hiện một bình nguyên xem ra tiếp theo sẽ có núi lớn xuất hiện, sẽ không ngừng lặp lại. Quả nhiên, bốn ngày sau, núi lớn lại tiếp tục xuất hiện. Lăng Hàn đi lên núi, mặc dù trọng lực trên núi vô cùng lớn, mà núi đá lại sắc nhọn vô cùng, giống như treo đầy vũ khí, nhưng đối với Lăng Hàn hiện tại mà nói, đây chỉ là chút lòng thành. Hắn đấm ra một quyền, năng lượng hủy diệt cuốn qua núi đá vỡ vụn thì làm sao tạo thành tổn thương cho hắn ngọn núi này quá lớn với tốc độ của lăng hàn ba ngày cũng không đi tới cuối sau đó ngọn núi này lại đột nhiên biến mất lăng hàn cất bước đứng trên hư không hắn chỉ tiêu hao một ít lực lượng mà thôi lăng hàn bước ra mấy bước hắn đáp xuống đất và tiếp tục tiến lên hắn cũng không có chạy bên trong cái hồ hiển nhiên nơi này vài ngày nữa sẽ biến thành bình nguyên hắn không mạo hiểm mới tốt quả nhiên năm ngày sau đó bình nguyên lại xuất hiện nơi này không có quy luật lăng hàn nói thầm trong lòng có đôi khi ba ngày biến hóa một lần có đôi khi là bốn ngày biến hóa một lần có đôi khi là năm ngày cũng không có quy luật cố định nào cả còn tốt hắn đã ra khỏi khu vực này phía trước có một cột sáng thông thiên triệt địa nó tỏa ra khí thức chấn động đáng sợ cường hoành đến mức không thể nói nổi nhưng lăng hàn đang đứng đối diện với một biển cả to lớn hắn không có lỗ mãng vượt biển mà là nhìn nước biển có lực phá hoại gì hay không hắn đi đến bờ biển, muốn bắt lấy một chút nước biển tiến hành quan sát, nhưng lúc nhìn cái bóng của mình, hắn giật mình. Đó cũng không phải là hắn, mà là một bộ xương khô. Chẳng lẽ, đáy biển có cái gì? Lăng Hàn lại nhìn, hắn thấy xương khô đang nhìn mình. Hắn phất phất tay, xương khô cũng phất tay giống nhau như đúc. Đây là trò quỷ gì? Xương khô là mình trong tương lai. Lăng Hàn không tin, hắn lọc qua tạp niệm, lấy quy tắc làm trưởng, muốn nhặt lên một chút nước biển, nhưng sau khi chạm vào nước biển thì lập tức tử vong. Thậm chí, một đạo lực lượng không cách nào hình dùng bám theo thần niệm muốn đi vào trong cơ thể của hắn. Lăng Hàn vội vàng lùi một bước, sau đó chặt đứt thần niệm của mình. Lúc này, đạo lực lượng kia đã mất đi phương hướng, oanh, nó lui vào trong biển rộng. Lăng Hàn hít khí lạnh, nếu như bị lực lượng kia tiến vào cơ thể, thân thể của mình sẽ tịch diệt trong nháy mắt, hóa thành một cỗ thi thể. Dù hắn có tu vi đế cấp, đây là tử vong chi hải trong này đều là tử vong hàn thủy sao? Không đúng, cả hai rất giống, đều là chém chết sinh cơ, nhưng lại có khác biệt cực lớn. Lăng Hàn không nói rõ ràng, cả hai có điểm nào khác biệt với nhau. chương năm 1257, đấu chiến Thánh Hoàng. Lăng Hàn lại thử vài lần, hắn đã có kết luận, trong biển cả ấn dấu lực lượng nào đó làm cho những nước biển này cũng nắm giữ lực lượng tử vong. Bởi vì hắn ném vật chất vào trong nước biển, hắn phát hiện nước biển thật ra là bình thường, cũng không có nguy hại gì, cho nên, lực lượng tử vong đang nằm ở dưới nước. Lăng Hàn cũng không muốn làm rõ, bởi vì thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ tư cách. Hắn phải vượt qua trước, Lăng Hàn phóng lên, hắn dẫm lên trời. Mặc dù trọng lực to lớn, nhưng hiện tại trói buộc hắn rất nhỏ. Dù sao cũng là đế, oanh, nơi xa, một cột nước bỗng nhiên phóng lên trời, tốc độ cực nhanh, giống như suối phun. Lăng Hàn run sợ, nếu bị cột nước này đánh trúng, hắn sẽ mất đi rất nhiều sinh cơ, khi đó hắn sẽ rơi vào biển cả một khi rơi vào biển cả hắn sẽ xong đời hắn tăng cảnh giác cẩn thận từng ly từng tí oanh 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 càng xâm nhập biển cả cột nước càng dâng trào tập trung lang hàn nỗ lực đi lên bầu trời cao hơn nhưng hắn lập tức phát hiện bầu trời như ẩn chứa trọng lượng của cả vũ trụ nặng nề đến mức hắn không thể chống cự cho nên không thể bay cao cho nên hắn đành cẩn thận tránh né những cột nước phóng lên trời tốc độ của đại đế nhanh cỡ nào nhưng nhìn cột sáng phương xa cách không quá xa trên thực tế lại là xa xôi đến khó tới gần, Lăng Hàn bay gần nửa tháng, hắn không cảm thấy mình rút ngắn khoảng cách với cột sáng. Hắn sẽ không từ bỏ, hắn tiếp tục ra sức tiến lên. Một tháng, hai tháng, thời gian trôi qua, rốt cuộc Lăng Hàn phát hiện, cột sáng kia đã gần một chút trời, đây là xa bao nhiêu. Lúc này, Lăng Hàn cảm thấy tâm thần mệt mỏi, mỗi thời mỗi khắc đều phải phòng bị cột nước phóng lên, thời gian lâu dài, dù là đại đế cũng phải mệt. Phải biết, cột nước này tương đương với đại đế xuất thủ, hơn nữa chỉ có thể là hắn xuất thủ, chính mình chỉ có thể bị động phòng ngự, một khi bị đánh chúng sẽ tử vong. Áp lực như thế có lớn hay không? Còn tốt, tinh thần lang Hàn đã sớm rèn luyện cứng cỏi vô cùng, mặc dù mệt, hắn vẫn có thể trèo trống. Một năm, hai năm, ba năm, thời gian như bay, lang Hàn đã phi hành trong biển chín năm. Hắn thật mệt mỏi, nhưng cột sáng kia đã gần chân chính. Hắn nhìn thấy, phía trước xuất hiện một hòn đảo to lớn, mà cột sáng phát ra từ trung tâm của hòn đảo. Xeo, Lăng Hàn đáp xuống đất, sau khi đáp xuống đất, hắn lại điều dưỡng ngay lập tức. Quá mệt mỏi, giống như cả đời này chưa từng mệt như thế, cho dù là Lăng Hàn, hiện tại cũng chỉ muốn ngủ say. Sau gần nửa ngày, bỗng nhiên Lăng Hàn giật mình tỉnh lại. Hắn cảm ứng được có khí thức mạnh mẽ ập tới, quá mạnh, mạnh đến mức hắn cảm thấy lông tóc dựng đứng. Hắn lập tức bắn người lên và nhìn sang bên kia, chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện. Đây là một con hầu tử, độ cao cùng người thường tương đương, người mặc màu vàng kim lũ giáp, nhưng đã rách tung tóe cẩn thận xem, cái kia hẳn là là bị oanh hỏng. Cái này hầu tử đứng thẳng, đầu vai còn vác cây gậy màu tím, hắn đang dùng ánh mắt nhìn chầm chầm vào lăng hàn, đôi mắt tỏa ra sát ý cùng lệ khí rất mạnh. Oanh, hầu tử động, một côn đập tới, mẹ nó, đấu chiến thánh hoàng, lăng hàn nói thầm, hắn vạn vạn không nghĩ tới, vừa mới đi vào khu vực hạch tâm của vực sâu nguyên thủy lại gặp được đấu chiến thánh hoàng, hơn nữa còn bị đối phương không phân nguyên nhân hành hung. Oanh, một côn quét ngang, đáng sợ một cách không hiểu. Dù Lăng Hàn đã nắm giữ chiến lực đế cấp, nhưng hắn vẫn không dám đón đỡ một kích này, hắn vội vàng bước ra. Đấu chiến tiền bối, hắn kêu lên, muốn nói rõ ràng, muốn lừa hầu ra ra ngươi nhà. Đấu chiến thánh hoàng quát lớn, hắn lại vung côn lên. ầm ầm, thiên địa biến ảo, phong vân thất sắc. Đây chính là đại đế chân chính, không giống thần thú đại đế có các loại vấn đề, càng không giống tuyệt địa chi chủ chỉ có thể bó tay trói chân, hắn bộc phát đế uy một cách đáng sợ. Cấp thứ nhất, đại đế trạng thái hoàn toàn, thực lực lăng hàn bây giờ mới cấp thứ tư, cho dù vận dụng năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang, hắn nhiều lắm chỉ đạt tới chiến lược cấp thứ tư đỉnh phong, chỉ có thể uy hiếp đại đế một ít mà thôi. Đại đế cấp thứ nhất phát uy, hơn nữa còn có đế binh nơi tay, hắn ngăn cản như thế nào. Hắn vội vàng lấy ra thanh trúc kiếm cùng hỗn độn cực lôi tháp, hai kiện đế binh đồng thời vận chuyển ngạnh kháng với cây gậy màu tím. Nhưng mà, đế binh tuyệt đối không phải càng nhiều càng tốt, hắn đồng thời thao túng hai kiện đế binh, lập tức cảm nhận được lực bất tòng tâm, hắn cũng chỉ có thể cắn răng thôi phát huy lực tới cực hạn. Oanh, ba kiện đế binh đấu nhau, Lăng Hàn và hai kiện đế binh đều là bị đánh bay ra ngoài, thực lực mạnh yếu đã rõ ràng. Nhưng mà, Lăng Hàn lại phát hiện, cây gậy màu tím có dấu hiệu nứt ra. A, à, đế binh không phải kiên cố nhất thiên hạ hay sao? Còn chưa nghĩ xong, đấu chiến thánh hoàng đã vùng gậy đánh tới, chiến ý sung thiên dáng dấp chưa đã ghiền lăng hàn im lặng đúng là một nhà với hầu ca đấu chiến nhất mạch gặp được địch nhân chỉ có một chữ đánh mặc kệ có thắng hay không đánh trước lại nói hắn không tiếp tục đón đỡ mà là phát động phượng dực thiên tường không ngừng tránh né tiền bối ta gọi lăng hàn là thu được vô nhai tiền bối nhắn lại cố ý tới đây hắn vừa tránh vừa tiến hành giải thích hắn miễn cưỡng có thể so chiêu với thần thú đại đế một chút nhưng mà hắn có thể đối kháng chính diện với thần thú đại đế là vì người ta cố kỵ năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang nhưng bây giờ vấn đề là hắn có thể dùng năng lượng hủy diệt và đại đạo quang với đấu chiến thánh hoàng hay sao nguyên bản hắn có chiến lược cấp thứ tư hiện tại lại tự trói tay chân hắn làm sao có thể là đối thủ của đại đế cấp thứ nhất oanh đấu chiến thánh hoàng cường thế tiến công thiên địa ứng hợp cho dù thiên địa nơi này có kết cấu cường đại thì thế nào một côn quét qua vẫn có thể đánh nát không gian thật mạnh lang hàn nói thầm trong lòng nếu không phải Phượng Dực Thiên tường chính là thân pháp nhanh đứng đầu thiên hạ, có lẽ hắn trong 10 chiêu đã bị đấu chiến thánh hoàng đánh thành cặn bã. Nhưng, luôn luôn có thời điểm không tránh được, Lăng Hàn nhe răng, vì cái gì hắn đụng phải đại đế đầu tiên lại là đấu chiến thánh hoàng? Vì sao vị này tính cách táo bạo và thích đánh nhau? Tại sao không phải vô nhai đại đế, Lăng Thiên tổ vương cũng được, tiền bối, tha thứ vãn bối vô lễ." Lăng Hàn hét lớn một tiếng, oanh, hắn đã vận dụng năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang, Hiện tại năng lượng hủy diệt đã mạnh hơn rất nhiều, có thể hóa giải tất cả thành hư vô. Đấu chiến Thánh Hoàng không quan tâm, hắn vùng gậy tấn công. Ách, quả nhiên là huyết mạch với hầu ca. Bành, 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 gậy sắt đánh thẳng, nhưng chỉ cần bị năng lượng hủy diệt quét chúng, cây gậy sẽ bị chôn vùi. Chương năm 1258, Nguyên nhân. Phốc, 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 lang hàn thổ huyết liên tục. Đấu chiến Thánh Hoàng công kích thật đáng sợ. Đại đế cấp thứ nhất, đây là tồn tại mạnh nhất thiên hạ chân chính. Một thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị bá chủ tuyệt thế. Mẹ nó, ta tới cứu vớt thiên địa, không phải tới ăn đòn." Lang Hàn quyết định rút lui trước, đấu chiến thánh hoàng là mãng phu, căn bản nói đạo lý không thông. Nhưng mà, hắn còn chưa chạy, chỉ cảm thấy có khí tức đáng sợ xuất hiện, sau đó, hắn hoảng sợ nhìn thấy còn có một đấu chiến thánh hoàng xuất hiện. Gương mặt đầy lệ khí, đồng thời cầm gậy sắt trong tay. "Cái này, cạc cạc cạc, hai đấu chiến thánh hoàng đồng thời cười ha hả, lại ngừng công kích." Tình huống như thế nào? Lăng Hàn tối mặt, hắn giống như bị chơi xỏ, "Tiểu tử, theo ta tới đây." Một tên đấu chiến thánh hoàng nói. Hắn xoay người rời đi, một tên đấu chiến thánh hoàng khác cũng quay người, giống như không thèm để ý Lăng Hàn có đuổi kịp hay không. "Ách, đi thôi." Lăng Hàn thật sự hiếu kỳ, hơn nữa, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, trước đó đấu chiến thánh hoàng sử dụng chiêu chiêu bá đạo, nhưng vẫn lưu chừng mực, không có lấy mạng của hắn. Nếu không, hắn cũng không đỡ nhiều chiêu như thế. Nói cách khác, đấu chiến Thánh Hoàng ngay từ đầu đã biết hắn là ai, nhưng vẫn đánh một trận. Đây là cố ý đùa dẫn hắn, hay là ngứa tay? Lăng Hàn cảm thấy cái sau khả năng cao hơn, đấu chiến nhất mạch đều có tính cách này. Ngươi ức hiếp ta như thế, coi chừng ta về sẽ hành hạ cháu trai của ngươi. Sau khi đi một lúc lâu, bọn họ đã tiến vào một nham động. Khí tức sinh mệnh thật nồng đậm, Lăng Hàn kinh hô, trước đó hắn bị đấu chiến Thánh Hoàng đánh trúng, có mấy chỗ bị thương, nhưng mà, chỉ cần đi vào hang động một hồi sẽ khôi phục hoàn toàn. Thậm chí, hắn phát hiện bản nguyên của chính mình đang lớn mạnh. Phải biết, lúc trước hắn vì xung kích cực hạn đã suýt hao hết sinh mệnh bản nguyên, về sau tu vi của hắn tăng lên cũng khôi phục một ít bản nguyên, nhưng đến nay vẫn còn tổn thất rất lớn. "Đây là sinh mệnh động." Một tên đấu chiến thánh hoàng nói, "Sinh mệnh cơ sở trong bốn yếu tố cấu thành thiên địa, nó có thể chữa trị tất cả thương thế của ngươi, cũng khôi phục thân thể của ngươi tới mức hoàn mỹ." Lam Hàn vừa định nói chuyện đột nhiên hắn cảm nhận có tiếng nổ vang thậm chí hang núi cũng rung động mấy cái cái gì hắn kinh hãi nơi này kiên cố cỡ nào chẳng lẽ hắn còn không rõ ràng cho nên xảy ra chuyện gì lại làm hang núi rung chuyển tiền bối đấu chiến thánh hoàng lại khoát tay áo cắt lời lăng hàn ta biết ngươi có thật nhiều nghi vấn ta sẽ nói từng việc cho ngươi biết vị này có tính cách nóng vội hiển nhiên không kiên nhẫn chờ lăng hàn hỏi một câu hắn đã đáp với hình thức khác rất phiền quá chậm rất nhàm chán cho nên hắn trực tiếp nói từ đâu năm đó ta tiến vào vực sâu nguyên thủy tìm kiếm con đường trường sinh trải qua cửu tử nhất sinh mới đi tới được hòn đảo này nhưng khi ta tới đây nơi này đã có chiến đấu ta hiểu một chút một phe là yêu hoàng thành đạo trước ta đối diện còn có một gia hỏa đó chính là thần thú thời kỳ viễn cổ đầu thần thú này đã nắm giữ sáng tạo sinh mệnh hủy diệt ba đại yếu tố chỉ cần nó nhận được yếu tố tử vong Hắn sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất thiên địa, dù tất cả đại đế xưa nay liên thủ cũng không làm gì được hắn. Thế là, ta đã gia nhập đối kháng thần thú chiến đấu. Ách, thế là xong, Lăng Hàn nhìn đấu chiến thánh hoàng, vị lão thánh hoàng này lộ ra vẻ không kiên nhẫn, dáng vẻ không kiên nhẫn thật khủng bố. Chờ chút, người nói đánh một trận là xong, đấu chiến tiền bối, vì cái gì ngươi là hai người? Hắn hỏi ra nghi ngờ lúc trước chẳng lẽ, khi đó đấu chiến thánh hoàng có hai huynh đệ đồng thời đắc đạo. A à, đây là hai cái đạo thân của ta. Một tên đấu chiến thánh hoàng nói, bành, hắn còn chỉ vào đấu chiến thánh hoàng khác, chỉ thấy tên đấu chiến thánh hoàng kia biến mất và hóa thành sợi lông. Thiên phú thần thông của ta tăng thêm yếu tố sinh mệnh sẽ biến ra đạo thân. Lăng Hàn khiếp sợ, quá trâu bò, chỉ phân thân cũng nắm giữ chiến lược cấp thứ nhất, người bảo những tuyệt địa chi chủ kia làm sao chịu nổi. Chỉ cần mời đấu chiến thánh hoàng đi ra ngoài, tùy tiện rút vài cọng lông, chẳng phải có thể quét ngang tuyệt địa chi chủ. Tiền bối, tình huống bên ngoài vô cùng khẩn cấp, lang Hàn tranh thủ nói ra mưu đồ của tuyệt địa chi chủ. Ân, đấu chiến thánh hoàng hơi cao mày. Không đúng, không đúng, gương mặt hắn đầy lệ khí, dường như hắn rất sốt ruột. Âm dương ổn định, chính là thiên địa đại đạo, nếu âm dương mất cân bằng, chính lúc đại đạo xung đột. Ta hiểu rồi, đấu chiến thánh hoàng vỗ tay một cái, khẳng định là lão thần thú kia dở cho quỷ, âm dương hai giới mất cân bằng, đả kích mạnh nhất sẽ mang tới hủy diệt cùng tử vong. Kể từ đó, hắn có thể dựa vào tốc độ nhanh nhất nắm giữ yếu tố tử vong, thành tựu mạnh nhất. Lăng Hàn khiếp sợ, nói tiền bối, người nói lão thần thú là ai. Ta cũng không biết, đấu chiến thánh hoàng lắc đầu, trong các thần thú cũng có sự tồn tại của hắn, nhưng hắn sống vào thời kỳ thiên địa sơ khai, cùng thời đại với các thần thú. Vì cái gì tất cả mọi người đều nhắm vào hắn, Lăng Hàn hỏi, từ cách nói của đấu chiến thánh hoàng, người ta chỉ muốn mạnh lên thôi. Mạnh lên có lỗi sao? đấu chiến thánh hoàng sửng sốt một chút, hắn mạnh nhất, ta sẽ đánh với hắn. Đây cũng là lý do, nhưng mà việc này mới đúng với tính cách của đấu chiến thánh hoàng. Nhưng thần thú này vô cùng tà khí, nếu như hắn nắm giữ yếu tố tử vong, như vậy, hắn tất nhiên sẽ hủy diệt thiên địa. Đấu chiến thánh hoàng lại bổ sung một câu, lang hàn gật đầu, mặc dù đấu chiến thánh hoàng hiếu chiến nhưng người thành đế có ai đần độn chứ. Người ta thông minh tuyệt đỉnh đấy, tiền bối, tiền bối, người có thể nói kỹ càng hay không? hiện tại lăng hàn đã hiểu đại khái tại sao ngươi luôn ồn ào đấu chiến thánh hoàng không nhịn được nói nhưng phiền thì phiền lão thánh hoàng vẫn trả lời lăng hàn nói một cách đơn giản hòn đảo này chính là hạch tâm của toàn bộ vực sâu cũng là nơi khởi đầu của vũ trụ ở chỗ này ẩn chứa bốn yếu tố hình thành thiên địa sáng tạo hủy diệt sinh mệnh tử vong lúc trước lão thần thú cũng vì trường sinh mà đến đây sau khi lên hòn đảo này hắn đánh vỡ ngăn cản trùng điệp trước sau nắm giữ sáng tạo sinh mệnh hủy diệt ba loại yếu tố. Nhưng vào lúc này, thời gian trôi qua cực lâu, bởi vậy, lại có đại đế cầu trường sinh. Tới đây bởi vì sắp treo, cho nên đầu tiên sẽ nắm giữ yếu tố sinh mệnh. Trong quá trình này, vị đại đế kia phát hiện lão thần thú ẩn giấu tả ác. Thế là, vị đại đế này không chút do dự khai chiến với lão thần thú. Chương năm 1259, bốn yếu tố. Ách, tiền bối có thể dùng tên thay thế hay không? Lăng Hàn hỏi, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Đấu Chiến Thánh Hoàng cắn răng, nói: "Đại đế đầu tiên tới đây hẳn là Trảm Thiên Yêu Hoàng, nguyên hình là một con thỏ." Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như không ưa gì Trảm Thiên Yêu Hoàng. "Được rồi, hầu tử và con thỏ, có lẽ có thù truyền kiếp." Lăng Hàn nói: "Tiền bối, lão thần thú kia có hình dạng gì?" Đấu Chiến Thánh Hoàng miêu tả một chút, Lăng Hàn hít khí lạnh, bởi vì trong trí nhớ của Thanh Loan Đại đế, giống nhau như đúc thần thú mà hắn nhìn thấy. Đây là thần thú không lưu tên trong lịch sử, cực kỳ cổ quái sau khi các thần thú hóa đạo, đối phương đã tiến vào nơi hóa đạo của các thần thú, trộm thi thể của các thần thú. Tại sao trộm, là vì sáng tạo 36 thần thú đại đế hiện tại sao? Nhưng 36 thần thú đại đế chỉ mới được sáng tạo ở cận đại, trong dòng sông lịch sử dài rằng dặc thần thú vẫn khai chiến với đám người đấu chiến thánh hoàng, lại vì cái gì không sớm phục sinh 36 thần thú đại đế. Hiển nhiên, đối mặt với đám người đấu chiến thánh hoàng, 36 thần thú đại đế căn bản không đáng chú ý, cho nên bọn họ bị sáng tạo ra cũng không phải nhắm vào đám người đấu chiến Thánh Hoàng, mà là vì ngăn cản chính mình tiến vào. Chính mình là thủ đoạn của đám người vô nhai đại đế bố trí, có thể là Lăng Hàn hoặc là đám người đinh thụ, thậm chí, nếu như Lăng Hàn lúc ấy không thể trở thành bá chủ nguyên thế giới, lúc đó cũng có thể là cuồng loạn. Lăng Hàn nói ra tình huống của mình, đấu chiến Thánh Hoàng cũng cảm thấy kỳ quái. Thì ra còn có việc như vậy, thậm chí, bọn họ cũng không biết ở khu vực bên ngoài có tới 36 thần thú đại đế vây quanh. Lão thần thú kia nắm giữ yếu tố sáng tạo cùng sinh mệnh, lại thêm 36 thi thể thần thú, hắn thật sự có thể làm thần thú xuất hiện." Đấu chiến thánh hoàng nói, "Nhưng mà, sáng tạo vật đạt tới cấp bậc đại đế, đây là việc không hợp lý. Nắm giữ yếu tố sáng tạo có thể căn cứ vật sáng tạo, mà nắm giữ yếu tố sinh mệnh lại có thể giao phó sinh mệnh, cho nên trên lý luận có thể tái hiện 36 thần thú. Nhưng đại đế, đại đế cũng có thể sáng tạo ra, như vậy thật sự quá kinh khủng." Ở trong đó Suốt cuộc có bí mật gì bọn họ không biết. Được rồi, Lăng Hàn tiếp tục hỏi lại, Trảm Thiên Yêu Hoàng và lão thần thú đại chiến, lão thần thú trưởng khống sinh mệnh, sáng tạo cùng hủy diệt, chiến lực mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, Trảm Thiên Yêu Hoàng hoàn toàn không phải là đối thủ, còn tốt, nơi này có sinh mệnh động, cho dù Trảm Thiên Yêu Hoàng bị thương nặng cỡ nào, hắn vẫn có thể khôi phục rất nhanh. Hắn cần làm rất đơn giản, chính là không cho lão thần thú có đầy đủ thời gian đi phá vỡ Tử Vong động, thong dong lĩnh hội mà thôi kỳ thật hắn cũng xem như may mắn bởi vì sinh mệnh động ngay từ đầu không thể tiến vào trực tiếp nhờ phúc của lão thần thú không biết dùng bao nhiêu năm mới đả thông nếu không có lẽ chưa chờ trảm thiên yêu hoàng mở ra sinh mệnh động hắn cũng chết già từ trước rồi việc này cũng không hiếm lạ ở chỗ này đã từng xảy ra về sau có càng nhiều đại đế tiến vào quả quyết đứng bên phía trảm thiên yêu hoàng đối kháng lão thần thú lang hàn cắt ngang nói nói cách khác sau khi đi tới nơi này kỳ thật thực lực đại đế còn có thể tăng lên. Không sai, đấu chiến thánh hoàng gật đầu, ở bên ngoài, nhiều nhất chỉ có thể thu đến quy tắc cửu tinh viên mãn, trên cơ bản mỗi đại đế đều có thể làm được. Nhưng mà, sau khi tới đây sẽ nắm giữ bốn yếu tố mỗi khi nắm giữ một đạo, chiến lực sẽ tăng lên. T, nói như vậy, chiến lực đế cấp có tới 8 cấp độ. Chiến lực cấp thứ nhất hiện tại chống không, cấp thứ hai chính là lão thần thú, nắm giữ sinh mệnh, sáng tạo cùng hủy diệt ba loại yếu tố, cấp thứ ba là nắm giữ hai loại yếu tố, cấp thứ tư là nắm giữ một đạo yếu tố. Cấp thứ năm là đại đế bình thường, thứ sáu là thần thú đại đế, thứ bảy là tuyệt địa chi chủ, thứ tám là đế binh, như vậy mới là cấp độ chiến lược của đế cấp. Trở lại việc của đấu chiến thánh hoàng, hắn tiếp tục giải đáp. Mặc dù đại đế tới càng ngày càng nhiều, mỗi người đều muốn ngăn cản lão thần thú, nhưng mà, lão thần thú quá mạnh, bọn họ chỉ có thể làm đối phương chậm lại mà không thể ngăn cản qua nhiều năm như thế lão thần thú đã sắp đả thông tử vong động mà một khi hắn thành công vậy hắn có thể bóp chết toàn bộ đại đế trong nháy mắt cho dù nắm giữ yếu tố sinh mệnh cũng vô dụng bởi vì yếu tố phải xem ai mạnh hơn còn tốt ở bên trong vực sâu nguyên thủy thời gian là thứ không đáng tiền nhất cái gọi là rất nhanh ở trong này đặt ở bên ngoài cũng dùng tỷ năm để tính cho dù đại đế đi tới nơi này bởi vì trên đảo tràn đầy yếu tố sinh mệnh cho dù không nắm giữ vẫn có được thọ nguyên vô hạn Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lưu ở nơi này, nếu không, bọn họ sẽ hao cạn thọ nguyên, đi ra ngoài sẽ lập tức hóa đạo. Bởi vì chỉ có thể làm chậm chứ không thể ngăn cản lão thần thú, cho nên các đại đế bắt đầu bố trí, đưa ra sinh mệnh thạch. Cái gọi là sinh mệnh thạch chính là một khối đá nằm sâu trong sinh mệnh động, bởi vì nó vẫn được yếu tố sinh mệnh ôn dưỡng, tự nhiên có được sức mạnh to lớn, hơn nữa, nó còn nằm trong sáng tạo động cùng hủy diệt động thật lâu, lại có một tia lực lượng sáng tạo và hủy diệt tảng đá kia bị huyền thái vũ chiếm được, nhưng hắn vừa mới tu ra năng lượng hủy diệt liền bị tai họa, bị 12 tuyệt địa chi chủ vây công, cuối cùng vẫn lạc. Phần lớn sự việc đều có biến số, vấn đề là 12 tuyệt địa chi chủ sấm vai nhân vật gì trong đó. Theo ta suy đoán, sau khi những thằng nhóc kia tiến vào vực sâu nguyên thủy đã lão thần thú mê hoặc, cho nên mới biến mình thành kẻ người không ra người, quỷ không quỷ. Đấu chiến thánh hoàng phán đoán, thế nhưng mà, lão thần thú không phải kịch chiến với các ngươi sao? Lăng Hàn hỏi, lão thần thú tất nhiên có thể làm chúng ta không biết và sáng tạo ra 36 thần thú, như vậy, thần du vật ngoại, đi mê hoặc những thằng nhóc kia không phải không được. Đấu chiến thánh hoàng phỏng đoán, đại đế nơi này đang bố trí, mà lão thần thú còn không có nhàn rỗi, hơn nữa, hắn xuất thủ càng thêm đáng sợ. Một khi dương gian phát triển đến cực hạn, bắt đầu sụp đổ, như vậy, âm phủ sẽ khuếch trương, khi đó sẽ sinh ra xung kích ảnh hưởng thiên địa đại đạo, thậm chí dao động đến nơi đây đấu chiến thánh hoàng hít khí lạnh, lão ra hỏa kia, hắn muốn dùng phương pháp này mở ra tử vong động, muốn nhìn thấy huyền bí của yếu tố tử vong. Nhìn thấy yếu tố tử vong, cũng không đại biểu có thể nắm giữ, nhưng đối với lão thần thú mà nói, chỉ cần cho hắn nhòm ngó dạng huyền bí này, hắn cách nắm giữ còn xa hay không. Mấy thằng nhóc kia khẳng định bị lừa rồi, đừng nói sau khi trường sinh tiến thêm một bước, thời điểm âm dương hai giới nổ tung sẽ chết không chỗ chôn Đấu chiến thánh hoàng khinh thường nói, đây là thiên địa va chạm, cho dù là đại đế cũng không có khả năng thừa nhận